Tiêu Dao đang đi xin ký kết hợp đồng nhưng cái mặt chị không được vui cho lắm vì không ký được hợp đồng và lại được tặng một hộp quà đi kèm. Tuy vậy chị vẫn buồn. Vừa ra hành lang thì gặp ngay ông chủ của biên tập. Cô nàng nghe lén nên biết được nội dung mà ông sếp kia muốn là cái gì. Cô nàng nhanh chóng mượn quần áo của một anh giai vừa bước từ cửa ra. Sau khi với style ngầu lòi đi vào bốc phết vài câu thì ông sếp không nói nhiều mà chấm điểm duyệt luôn. Biên tập mắt chữ A mồm chữ O phải gật đầu giao tính mạng của mình cho cô vì đã đồng ý với sếp. Đêm về nhà ngồi suy nghĩ vì không biết lấy chủ đề nào, ngồi ngắm lại đống ảnh trên tường rồi bỗng nhiên cô có một ý tưởng kỳ lạ. Thế là một loạt chữ trong Word bắt đầu được cô gõ ra không ngừng nghỉ. Tại Thượng Hải, trong một quán bar tên Oscar bầu không khí xa hoa trụy lạc bao trùm. Vài ly whisky được đặt trên quầy bar bên cạnh, có một bàn tay thò ra trao đổi một trong số ly rượu ấy. Trong bar chia làm nhiều loại người, nữ chính cũng nhập vai trong câu chuyện và cũng làm nữ chính luôn. Tại đây cô gặp Trần Hạo, một anh chàng đẹp trai vãi ỏ. Cô nàng nhanh chóng đi tới gặp đối tượng rồi hét to anh Thâm ca ca rồi bỏ kính ra quyến rũ anh ta. Ánh mắt cô sáng một phát bỗng nhiên anh Thâm hám gái nhìn cô thành thiên thần tỷ tỷ của mình. Cô ngồi thuyết phục anh ta rất nhanh và thành công rồi nhanh chóng rút lui. Lúc này Trần Hạo bấm một nút nổ cốc rượu nên anh Thâm nhận ra có vấn đề. Lúc này cô nàng mê mẩn chạy trốn, Trần Hạo cũng cho người nhanh chóng làm thương Quý Thừa An bị chảy máu tay nên anh ta đã đạp đổ xe đẩy đồ đầy thủy tinh khiến cho Tống Dao không còn chỗ trốn. Cô nàng chạy ra ngoài không còn chỗ trốn thì Trần Hạo đi tới giả vờ hôn cô như tình nhân, lại còn xé váy cô nàng và thế là thoát được. Trong con xe, Trần Hạo cùng nhóm người của mình đã thành công lấy được máu của Thừa An, con trai chủ tịch tập đoàn lớn. Có máu của anh ta với toàn bộ thông tin đã sẵn có. Sớm thôi tên lừa đảo này là Quý Thừa Xuyên thật sự. Tống Dao cũng cùng đám bạn của mình trở về căn hộ, cô nàng uất ức vụ lúc nãy định kể ra cho hai bạn của mình nghe thì cô lại khựng lại sợ bị trêu đùa. Cứ mỗi xong một phi vụ là đám này nhận được kha khá tiền lương. Sự kiện xảy ra vào 15 năm trước, trong một đêm đầy sao băng có một viên bay qua mắt cô màu đỏ rực, từ đó cô có siêu năng lượng. Sau khi cô lớn lên mới sử dụng được vì mỗi lần nhìn vào mắt ai thì cô sẽ biến thành hình tượng của người đó. Đó là lý do vì sao rất nhiều giai bu quanh cô nàng. Để tránh nguy hiểm cô phải đeo kính râm vào che đi đôi mắt của mình. Hôm nay trong công ty của Quý Thừa An, mọi người đi tới thì đã có một thanh niên ngồi chễm chệ ở ghế chủ tịch. Là Tần Hạo, anh ta ngang nhiên giới thiệu tôi là Quý Thừa Xuyên. Nghe cái tên này, chủ tịch liền gọi anh vào phòng riêng nói chuyện. Để chứng minh anh là Thừa Xuyên nên đã cho người vào kiểm tra nhóm máu. Một lát sau kết quả khớp là cha con đến 99,99%. Lúc này Tần Hạo mới nói hết mọi chuyện của Thừa Xuyên năm xưa ra và thuyết phục đám người rằng tôi là Thừa Xuyên. Đương nhiên để tin thì chủ tịch lấy ra một bức di thư của mẹ Thừa Xuyên trước khi chết. Nhưng để phòng ngừa bất chắc nên muốn lấy số tiền thì người và con dấu phải có mặt cùng lúc. Hiển nhiên họ sẽ đợi anh mang con dấu ra trong buổi họp tới. Lúc này chủ tịch bật lửa hút hút. Anh nhìn thấy lửa mà nhớ lại ký ức đau thương đó rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi và chờ đợi gặp nhau trong hội đồng sắp tới. Lúc này tại nhà nữ chính, họ lại có thêm một phi vụ làm ăn lớn nhưng song song chưa kịp nói xong thì mọi người từ chối hết. Không ai muốn tham gia vì muốn nghỉ ngơi, nhưng sau khi cô thông báo số tiền lên tới 500.000 tệ. Vừa nghe số tiền xong thì hai đứa không muốn tham gia bỗng nhiên nhảy dựng lên đòi tham gia liền, lúc lấy ảnh ra thì mục tiêu lại là Tần Hạo. Tống Dao nhìn thấy anh giai này liền triển kế hoạch luôn. Phía bên Tần Hạo, mấy người này đang không biết sợi dây chuyền đó như thế nào. Hóa ra Tần Hạo giả danh Thừa Xuyên không phải vì tiền mà là vì trong tay anh vẫn giữ cái nút áo của ai đó trong nhà chủ tịch. Ngoài ra vụ hỏa hoạn đó bố anh cũng đã chết nên anh muốn thu thập đủ các chứng cứ để cảnh sát lật lại vụ án bị phủi bụi suốt 15 năm. Đi vào trong căn phòng bí mật, anh nhớ lại một chút ký ức nhưng không phải hoàn toàn. Anh nhớ ra được chút gì đó nên kêu người lập tức đi tới đảo Tô Châu tìm kiếm. Tống Dao đang ở bệnh viện chăm mẹ mình vì bà bị thương nặng, 15 năm rồi không tỉnh lại. Hôm nay ở trong khu vui chơi có cả hai bên đấu nhau, Tống Dao đã nghĩ đến trường hợp ngã xuống để anh cứu rồi dùng mắt thần của mình để dụ dỗ anh và cướp lấy dây chuyền. Nghĩ thôi cũng thấy sướng. Nên cô nàng hành động như suy nghĩ, vừa kêu thì Tần Hạo đỡ đợi, không những anh không bị năng lực kia gây hại lên não bộ mà còn nhận ra cô là cô gái đêm hôm đó. Tống Dao chưa biết mình không dùng được năng lực trước tên kia. Nên cô vẫn tiếp tục gợi cảm sexy cho đến khi anh bỏ tay ra và cô rơi xuống đất cùng với gương mặt khó hiểu. Nhóm Tần Hạo cũng tìm ra đống ảnh năm đó nhưng lại không có chút thông tin gì về mặt dây chuyền nên anh nhờ mọi người phải làm hết mức có thể, vì chỉ còn 5 ngày nữa là tới lúc đi tới cổ đông. Tại quán bar náo nhiệt, con trai thứ của chủ tịch Quý gọi Thừa Xuyên tới để mua lại chiếc vòng cổ và đưa cho anh một cái phiếu tiền 100 tỷ nhưng anh không đồng ý nên xảy ra chút xô xát. Nữ chính và Linh Linh đi uống rượu giải sầu, cô nàng rất bực mình vì sao năng lực của mình lại không sử dụng được nữa. Đúng lúc có một anh giai mặc vest nhìn giàu đấy, cô liền đi lên quyến rũ anh ta. Ai ngờ chỉ 3 giây đã làm được và cô đi ké anh giai đó vào trong bar. Thừa Xuyên cũng đã đấm lũ người kia gục hết, nữ chính cũng mở cửa đi vào lại nhìn thấy anh, cô liền lôi anh ra ngoài nói chuyện.
Cô bắt anh nhìn vào mắt cô nàng 3 giây, dù cô nhìn đủ ánh mắt thì Tần Hạo cũng chẳng bị làm sao cả. Anh bắt đầu đẩy cô vào tường, khiến cô hơi ngại ngùng. Quán bar bỗng có một tên điên đi vào tự cho mình là thiên thần. Đi vào trong nghe thấy tiếng Tần Hạo đang uy hiếp Tống Giao nên hắn đi vào chỉ trích nam chính. Lúc này nữ chính dùng ánh mắt của mình để thử năng lực của mình. Ôi mẹ ơi, cái góc mặt tiền tỷ của cô đẹp vãi, admin nhìn cũng mê. Tên điên kia bị cô quyến rũ một phát nhìn ra được nữ thần của đời mình. Anh liền mắng Thừa Xuyên vì có hành động không tốt. Hóa ra tên ảo tưởng này lại có gương mặt trong top 100 người đẹp nhất. Còn được lên cả tạp chí Vogue với luôn vui tươi bảo sao vênh váo. Thừa Xuyên nghe xong rồi rời đi luôn thì Trịnh Tư Lân không cho. Lúc này anh trai của tên vênh này đi vào, là sếp Thịnh. Sáng hôm sau nữ chính tỉnh lại, nhớ lại những sự việc hôm qua, cô thắc mắc tại sao người khác thì được mà riêng tên đó thì không được. Thừa Xuyên muốn tình người, nhưng Nam Hiên thấy khó quá. Anh ta liền đăng bài lên web tìm người đóng thuê cho mình, ai ngờ phi vụ này lại rơi vào tay nhóm của nữ chính. Ngay lập tức Song Song liền gọi điện trao đổi công việc liền. Song Song bắt đầu lên kế hoạch cho mọi người và cho hai đứa thông tin cần thiết nhất. Số người đăng ký phi vụ của Nam chính rất đông bao gồm cả Tống Giao. Anh đứng từ trên đã nhìn thấy cô ấy rồi. Trong căn phòng có cả 100 người để làm bài kiểm tra, nữ chính được bạn mình bơm cho nhiều kỹ năng cũng như kiến thức nên làm bài một cách easy. Đúng là cô làm được điểm cao nhất nhưng lại bị Thừa Xuyên gạch tên. Đang kiểm tra vòng tiếp theo thì Tống Giao đi vào làm loạn, cô chửi anh vì cái tội anh dám gạch tên bản thân ra và nói luôn câu trả lời mùa hè năm đó gió to, có ai ngu đâu mà mặc váy. Rồi sau đó chửi anh rồi tức tốc đi luôn ra ngoài. Thấy cô chạy đi Thừa Xuyên cũng chạy đuổi theo, vừa chạy ra ngoài thấy một đám người côn đồ, cô nàng tưởng đó là do bạn mình dàn xếp nên cứ thế mà chui đầu vào, hóa ra là đám người của Lý Thâm. Tên điên này cay Tống Giao vì vụ ở quán bar, trong lúc cô sắp bị đám côn đồ úp hội đồng thì Thừa Xuyên chạy tới đánh nhau với bọn chúng và cứu cô. Hai người cùng nhau nói chuyện và cô nàng cũng thành công lừa được anh ta. Về nhà, Tống Giao liền khoe chiến tích của mình cho đám bạn, bọn họ vui mừng vì sắp làm xong phi vụ lớn này. Nhưng Tống Giao có vẻ chưa muốn ngay vì cô muốn thả cá bắt một phát luôn. Thừa Xuyên tin tưởng Tống Giao là cô gái mình cần tìm rồi. Sáng hôm sau liền lái con Porsche của mình tới đón cô nàng đi chơi mặc dù cô chưa kịp thay quần áo hay làm gì hết. Vừa tiến lại gần cô anh đã nhìn thấy sợi dây chuyền rồi, anh đưa cô đi mua quần áo và chọn chiếc váy hở cổ nhất có thể để kiểm tra chiếc vòng. Như nào đâu biết Tống Giao cũng đã đoán ra ý đồ rồi nên cô cố tình phối thêm một lớp áo len bên trong. Vì chưa đạt được mục đích, anh ta mời nữ chính đi ăn tối tiếp. Tại đây lại gặp Trịnh Tư Hân, thế là anh liền đi ra đuổi anh chàng này. Tống Giao cũng nhanh chóng gửi địa chỉ của mình cho nhóm bạn. Trong nhà hàng xa xỉ này đã có người của hai bên hỗ trợ. Nam Hiên định đi tới giả vờ đổ nước vào người Tống Giao thì may mắn Song Song tiến tới đỡ cho cô và tung chiêu giả vờ xin lỗi để đưa máy nghe lén cho cô nàng. Chính vì thế mà họ có thể liên lạc từ xa, nhạc đàn hay quá, hai người cùng nhau bước lên nhảy một điệu uyển chuyển. Hai con người cùng chung một mục đích nên bàn tay cũng vô cùng ăn ý lúc giờ vào gáy nhau. Đến khi Tống Giao phát hiện ra chiếc vòng ở trên người Nam Chính liền báo hiệu cho Tử Tuấn. Anh chàng dập cầu dao rồi đi xuống nhưng không thuận lợi lại gặp ngay Linh Linh đang đi mở cầu dao. Cứ thế mà không lấy được gì từ nhau, chỉ là khi Trịnh Tư Lân kéo xe bàn đồ ăn tới gặp Tống Giao thì vòng cổ của cô bị lộ ra ngoài rồi. Ánh đèn bùng lên cũng như tình yêu của Tư Lân dành cho nữ thần của mình. Vừa thấy lửa Nam Chính bèn bị sợ hãi vì nhớ lại chuyện năm đó mà bỏ đi, ngồi trong xe nhìn anh rất dằn vặt. Đến tôi về nhà, nữ chính inbox cho anh hỏi chuyện và muốn rủ anh đi chơi, mới đầu còn lo sợ anh không trả lời nhưng nhanh lắm. 2 giây sau Tinh Tinh đồng ý. Hôm sau hai người đến một phòng bơi, Tống Giao mặc bộ đồ bơi gợi cảm sexy trong khi Nam Chính lại mặc kín người, cô biết Thừa Ngân Hàng mặc như vậy là để cô không nhìn được vào bên trong. Anh đứng khởi động thì cô đã chảy tọt xuống nước bơi rồi, anh khắc nhở không khởi động dễ bị chuột rút lắm, cô không tin thì mồm anh thối thật, thế là cô bị chuột rút rồi chìm xuống. Thấy thế anh liền nhảy xuống để vớt cô lên bờ ngồi rồi đưa cô đi bác sĩ. Lúc truyền nước vào người nhìn cô có vẻ sợ ống tiêm nên anh đã đi tới che mắt giúp cô để không nhìn thấy cái kim đó nữa. Ngồi trên xe về nhà với Thừa Xuyên, cô nàng inbox cho bạn mình mê mẩn thu dẹp đồ đạc trong nhà để tránh bị lộ. Cũng may là dọn xong xương xương nên tránh được sự nghi ngờ thì anh dai này. Tử Tuấn trốn bên ngoài nhưng vẫn lộ cái đầu nên bị Tống Giao cầm cái len ném một phát trúng đầu ngã luôn xuống tầng 1, áo lại còn bị treo trên cành cây nên anh đành thả rông chạy về quán. Lúc này Linh Linh nhìn thấy Tử Tuấn muốn cho anh một bài học nên đã phi xe tới đòi mua một đống hoa, ai ngờ lúc anh đứng dậy thì đã mặc luôn đồ nội trợ của phụ nữ từ bao giờ rồi. Chắc trong đầu cô nghĩ anh sắp chuyển giới. Tống Giao đang nghĩ cách đuổi Thừa Xuyên về còn anh thì cố tìm lý do để đi nhìn phòng cô xem có điều gì kỳ lạ không. Nên anh đòi cô đổi cốc cà phê cho còn mình tranh thủ đi vào trong để xem những bức hình trên tường. Song Song đang ôm idol đi về thì Nam Hiên nhận ra cô, cố tình tiếp cận cô nàng. Được một lúc thì nữ chính gửi tin nhắn cho hai đứa bạn mình. Hai người đang bận vì một số chuyện nhưng nhận được tin nhắn lập tức trở về căn cứ.
nhưng cả hai vội đi nên bị hai người giữ lại, cái kết là đè nhau ra. Sau khi nhà ai về nhà đó, mỗi người đều có cảm xúc riêng. Nam chính cũng rủ được Tống Giao về Tự Châu cùng mình. Mỗi người đều nhớ thầm tới đối phương. Ngày hôm sau cũng tới, hai người lai nhau về Tự Châu, đi từ xe đến đi phà, cô đưa anh đi đến một công viên. Ngồi chơi xích đu một lúc thì Tư Lân đi tới, lại gặp nhau phát nữa, hóa ra anh ta muốn theo đuổi nữ chính. Hai người họ cùng nhau trô Tư Lân để được đi riêng tư, cô nàng đưa anh tới ngọn hải đăng, cô còn lấy cả chỗ bí mật cất chìa khóa rồi đưa anh lên trên. Trên này nhìn ra được biển cả, tuy hơi lạnh nhưng có Thừa Xuyên ga lăng nên cũng không lạnh nữa. Ngọn hải đăng chiếu vào nhà mình, cô cũng đưa anh đến nhà mình để lấy đồ. Cô cầm con búp bê nhớ lại chuyện ngày xưa. Thế là anh ngồi nghe cô nàng tâm sự cả đêm đến lúc cô mệt mà ngủ mất, còn anh, sắp hết chuyến phà cuối rồi nhưng nhìn cô gái đang nằm ngủ mà không nỡ. Ngày họp cổ đông cũng đã tới, mọi người đang ngồi chờ đợi Thừa Xuyên tới với vẻ mặt khó chịu. Một lát sau anh cũng đi tới và mang theo cả dây chuyền tới. Song Song gọi điện cho bạn mình nói có chuyện lớn rồi, kiểm tra thông tin mới biết Quý Thừa Xuyên nhận chức, chiếc vòng cổ này đúng là cái mà Tráng Tráng đưa cho cô làm qua. Tráng Tráng là tên lúc nhỏ của Thừa Xuyên. Nhưng rất nhanh nữ chính nhận ra điều bất thường vì Thừa Xuyên chết rồi tại sao lại xuất hiện. Cô biết rồi anh ta đã lừa mình. Nữ chính cũng nhanh chóng về Bắc Kinh, sau đó chạy thẳng vào bên trong tập đoàn kêu rằng anh ta không phải Thừa Xuyên, là kẻ lừa đảo đó. Mắt cô kiên định nhìn anh ta, trong một khắc anh ta bị cô hút hồn. Anh bước xuống sau đó hôn cô một cái, sau đó anh lôi cô ra ngoài cố gắng kiềm chế bản thân. Anh không chịu được mà muốn hôn cô một cái liền hỏi cô bỏ bùa gì vào tôi mà khiến tôi chỉ muốn cô thế này. Cô nàng nhanh chóng bắt được điểm yếu liền lật anh lại và sử dụng năng lực của mình bắt anh khai ra bản thân là ai. Suýt nữa gì nói ra chân tướng rồi nhưng anh kiên cứng lắm tôi là Quý Thừa Xuyên. Rồi anh bỏ đi mặc cho cô nhắc mỏ, ngồi trên xe anh vẫn bị vẻ đáng yêu của cô nàng xâm chiếm cái não. Cảnh Huy thấy nữ chính nên đã gặp riêng cô mong cô giúp đỡ công ty, phi vụ làm ăn lúc vẫn tính và thêm một chút nữa. Đến tối Thừa Xuyên cùng Nam Hiên tới chỗ cô để bày tỏ tấm lòng thì cô nàng cầm luôn cái phiếu tiền đi vào trong xe ngồi cạnh anh ta. Cô bốc trần luôn, anh là Tần Hạo, đừng tưởng tôi không biết gì về anh. Nếu chúng ta đã công khai hôn nhau, thì coi như là tình giả người thật đi rồi cô bỏ kính xuống dùng năng lực quyến rũ anh ta. Anh ta không thể chịu nổi vì cô combat liên lục như thế cho đến khi cô xuống xe. Đáng yêu quá. Đến lúc về hết nhà, đám Tống Giao quyết định xử lý vụ Tần Hạo giả làm Thừa Xuyên đến còn anh ta về nhìn thấy Tống Giao là hóc môn lại tăng cao, anh cho Nam Hiên hủy hết ảnh của cô đi. 10 cái dần còn 2-3 cái, đến cái cuối cùng anh bật dậy để lấy nhưng không kịp nữa rồi, ảnh đã bị cắt làm 4. Để điều tra được chủ nhân của cái cúc áo đó, Tần Hạo buộc phải có vị trí cao hơn những người có mặt trong cổ đông. Anh là người mới nên họ chưa tin tưởng anh nên anh phải làm cái gì đó để chứng tỏ năng lực. Tống Giao nhắn tin cho anh rủ đi chơi, nghe cô bạn thân phải gửi hình video nên cô gửi một đống. Anh nhìn tin nhắn bị mê hoặc, muốn giờ EP lắm nhưng vì công việc nên vẫn cố gắng dẹp ra. Nhưng không dẹp nổi tại cô nàng quyến rũ quá nên anh nhờ Nam Hiên nghĩ cách dùng. Nhờ lúc nào không nhờ lại còn phá hỏng chứng khoán của Nam Hiên nên anh dai tức quá xóa luôn bạn bè giữ Tần Hạo và Tống Giao. Chờ mãi cả ngày không thấy Nam chính gửi tin nhắn lại nên Tống Giao chủ động nhắn anh thêm tin nữa mà ai ngờ dấu đỏ. Anh ta dám xóa bạn bè với cô. Nam chính lúc này đang không hiểu tại sao cứ thấy cô ấy là lại không kìm chế được. Linh linh tai mắt khắp nơi nên cũng âm thầm điều tra Tống Giao. Lý Thâm trước kia cũng bị y hệt Nam chính vậy. Tần Hạo cùng đám người của mình đang bàn bạc phải xử lý làm sao thì lúc này Tống Giao chạy tới đập cửa bắt nói chuyện. Sự xuất hiện của cô nàng khiến cho ba người vô cùng bối rối. Tần Hạo ra mở cửa còn hai người kia nhanh chóng thu xếp đồ đạc. Cô nàng tham quan nhà anh một vòng rồi chửi anh tại sao lại hủy kết bạn. Anh liền cứu mình bằng cách đưa cô đi bảo tàng triển lãm. Đi trong này cô khoác lấy anh cho giống một đôi yêu nhau. Anh bỏ tay ra rồi nhẹ nhàng cầm tay cô đưa đến khu vui chơi. Giờ thì giống yêu đương hơn rồi đấy. Cô mua cho anh cái bờm trông như con ếch. Cô cũng nhanh trí mượn điện thoại anh rồi ấn hủy kết bạn với ai đó để dằn mặt anh. Họ tiếp tục ra khu chụp ảnh. Anh chụp cho cô vài kiểu làm kỷ niệm. Còn đưa nhau đi nhảy dù. Có người đi ngang qua thấy họ đẹp đôi nên chụp một cái, anh cũng chạy theo để xin ảnh, vì là tấm hình đầu tiên của hai người nên anh khá là trân trọng nó. Ngồi nói chuyện cô thấy vết thương bỏng của anh nên chạy đi lấy băng gạc dán vào, chắc cô thấy hình hơi gớm. Lúc này nam chính tiến người lại gần vì muốn hôn cô nàng, cô cũng không kìm được cũng tiến lại. Bỗng nhiên hai người giật mình nhớ ra là đang làm nhiệm vụ nên cùng nhau đề nghị đi xem phim. Nằm trong rạp, cô nàng mượn điện thoại anh để xác nhận yêu đương giữa hai người trên WeChat. Sau khi hai người trở về, Tống Giao nói với đám bạn của mình rằng Tần Hạo bị bỏng thật, có khi là chính là Tráng Tráng không. Nam chính về nhà và cũng biết cô nàng sờ vào máy mình có mục đích gì nên đồng ý mở toàn bộ trạng thái cho cô xem thoải mái. Đến đêm, hai người có chút nỗi nhớ với đối phương. Có lẽ họ có tình cảm với nhau rồi nhưng chưa hề nhận ra. Đến sáng Tống Giao vẫn không ngủ được,
ra ngoài uống nước cùng đám bạn thì song song trêu có khi nào cậu nhớ tới buổi triển lãm đi với Tần Hạo không? Để tiếp tục công việc, ba đứa cùng nhau nấu ăn. Sau đấy cô nàng mang cơm đi cho nam chính với mục đích để kiểm tra xem anh có hành động mờ ám nào hay không. Đến văn phòng, cô nàng liền giục anh ăn thử bữa cơm mà bản thân nấu. Anh khen cô nấu ngon lắm rồi ăn thêm vài miếng nữa. Đột nhiên anh có điện thoại nên đi ra ngoài. Hóa ra là anh ta không kìm chế được bản thân ham muốn cô. Cô cũng thấy tò mò nên đã lục lọi phòng anh mà không biết rằng phòng có camera lại còn bị theo dõi trực tiếp, họ lại bị dắt mũi lần nữa. Đến đêm cô nàng hẹn anh ra ngoài nói chuyện là cô muốn rủ anh đi ăn vì quán này ngon lắm. Nhưng anh từ chối vì mình sắp phải ra nước ngoài có công chuyện quan trọng. Anh hứa khi nào về sẽ bù cho cô. Nghe như vậy cô liền bỏ về nhà, sáng hôm sau mọi việc vẫn theo kế hoạch của nam chính. Vừa nhận tiền nam chính chuyển hết cho Tống Linh Nhân rồi đi ra nước ngoài, tin này cũng đến tai chủ tịch Quý. Ông liền cho người đi tới sân bay luôn, buổi sáng ngồi ở nhà suy nghĩ, Tống Giao cứ cảm thấy cấn cấn trong người. Nếu như cô nghĩ sai về anh ta thì chứng tỏ anh sẽ gặp nguy hiểm nên cô vội vàng lái xe đi tìm anh. Chủ tịch Quý cũng đã tìm được Thừa Xuyên, anh liền nói nếu như tôi không làm như vậy thì sao ông quan tâm đến tôi. Lúc này Tống Giao cũng chạy tới, nhìn thấy anh an toàn cô cũng yên lòng. Nam chính bước về phía cô nói rằng tại sao cô lại tiết lộ vị trí của mình, anh không còn tin cô nữa. Cô liền hỏi những ngày đi chơi, thời gian ở triển lãm, mọi thứ đều là giả phải không? Đúng vậy, là giả. Cô nàng cô kìm nước mắt nhưng mọi thứ với cô cảm thấy nó chân thật quá, chỉ riêng anh cho mọi thứ là giả mà thôi. Nói xong câu chuyện anh quay lưng rời đi. Cô nàng lững thững bước đi và nhận được cuộc gọi báo mật từ hai đứa bạn thân rằng phi vụ hợp đồng của họ bị tẩy lộ rồi. Cô nghe xong cũng chỉ ừ mà thôi với gương mặt buồn chán. Tần Hạo đứng từ trên nhìn xuống theo dõi cô nàng, anh cũng nhận được tin tim mình đã có toàn bộ mọi thông tin từ Tống Giao rồi, anh bảo Nam Hiên đưa trực tiếp cho mình chứ không public tin ra nữa. Chủ tịch Quý cho mời ông Lương và con gái ông là Tĩnh Di cùng đi ăn cơm, nhân cơ hội này ông cũng gọi cho Thừa Xuyên tới. Có lẽ để làm mai cho anh cùng nhau phát triển sự nghiệp chờ thời cơ lấy lại mọi thứ. Ngồi trong bữa cơm, Thừa Xuyên có vẻ không quan tâm đến cô cho lắm, đợi phụ huynh nói ra thì cô cũng muốn đàn thử và nhờ anh lên lấy bản nhạc. Việc này chưa hề nhảy ra trong đầu anh nên có chút băn khoăn. Nhưng anh vẫn lên lấy bài nhạc cho Tĩnh Di và trong đầu nhớ tới một bài hát được chính chủ vẽ lại ở ngọn hải đăng khi đi cùng Tống Giao, ai ngờ lại chính là bài hát đó. Lật từng bản nhạc mà toát cả mồ hôi đít. Nhân cơ hội này chủ tịch Quý định mai mối luôn cho con mình và Tĩnh Di. Nhưng làm vậy không ổn với kế hoạch của Tần Hạo nên anh đã từ chối luôn e là không được, tôi vừa đăng ký kết hôn với Tống Giao. Nói xong anh liền đi luôn, trên đường đi anh cũng bàn luận với Nam Hiên về việc này. Tĩnh Di biết quá nhiều về Thừa Xuyên nên nếu để bên cạnh sẽ nguy hiểm nên chọn Tống Giao làm bia đỡ đạn. Lúc này trong nhà Tống Giao đang náo loạn hết cả lên thì nam chính xuất hiện đi thẳng vào nhà kéo Tống Giao đi ra ngoài luôn. Cô vẫn chưa biết anh chở cô đi đâu, cô cứ nghĩ là do anh giận cùng với cái bản hợp đồng bị lộ nên xin anh hết lời. Nhưng không ngờ cái anh ta muốn là cô phải đi đăng ký kết hôn với anh. Cô đương nhiên không đồng ý và không muốn phải kết hôn với cái tên đáng ghét, anh liền ké vào tai cô vậy hai người bạn của cô thì sao? Ngay lập tức cô nàng đổi thái độ liền, vào chụp ảnh mặt mày cũng khó chịu nhưng một lát sau lại tươi tỉnh ngay vì bị anh uy hiếp. Tống Giao đi về với vẻ mặt bơ phờ, hai người bạn thì lo hoáng dọn đồ, cô nàng như mất hồn khi mang giấy kết hôn ra, hai bạn thì há hốc mồm nhưng họ không phải chuyển nhà đi nữa rồi. Nam chính cũng mang về khoe mọi người, Nam Hiên thì cà khịa còn Linh Linh có vẻ buồn, có lẽ cô có tình cảm với anh rồi. Sáng hôm sau Tống Giao nhắn tin cho anh để gặp mặt thì đúng lúc anh đang làm việc. Anh chả quan tâm đâu nhưng bên cạnh lại có Nam Hiên lắm mồm thì đương nhiên không thể làm việc được tiếp rồi. Tống Giao thì chọn vị trí còn Nam Hiên giúp nam chính chọn vest. Nhà trai cũng đi con bọt tre với ba thành viên đi tới gặp nhà gái tại một nơi hẻo lánh hoang vu. Linh Linh đi nghe điện thoại để hai người đàn ông đi vào. Nam Hiên vừa áp sát tai vào cửa để nghe xong thì bị đám Tống Giao lôi vào trong chùm đầu để tra tấn. Ngồi vào cái ghế khóa chân tay còn mồm bị bịt lại không nói được chắc cay lắm. Song song sờ mó người anh để lấy bản hợp ra để xé đi thì lúc này nam chính xuất hiện từ tầng 2 đi xuống. Lúc này mọi người ngỡ ngàng bật ngửa, bỏ khăn ra thì thấy Nam Hiên ngồi đó. Nữ chính liền ném bản hợp đồng cho Tử Vũ nhưng anh không còn tay thế là Linh Linh nhào ra bắt lấy rồi xé bét nhè. Thực ra đó không phải hợp đồng mà là phiếu bảo hiểm mà Nam Hiên mua cho đám Tống Giao. Anh nhảy vào chỗ song song để giành lại cái phiếu đó thì không may ngã nhào ra đất, lực đòn bẩy một cái thùng phi rơi thẳng vào mặt anh làm anh ngất tại chỗ. Thấy thế song song hét toáng lên. Ba người đưa anh ra xe để đi cấp cứu, lúc này chỉ còn mỗi đôi nam chính mà thôi. Tử Tuấn có lẽ thích Linh Linh rồi nên kéo cô lên xe lai về quán cũ để bày tỏ cảm xúc nên chỉ còn mỗi song song, thế là cô lái con Porsche đi luôn. Bây giờ còn mỗi hai người, Tống Giao chuồn đi nhưng bị Tần Hạo kéo lại và anh còn boost thêm cái nhếch mép đừng có phá cái gì hết. Cô tức quá nên nhận mình thua và nói sẽ trả thù vào dịp khác rồi ra ngoài. Chuyển cảnh phim,
Tử Tuấn làm lại hành động đó với Linh Linh. Cô đoán ra anh ta có tình cảm với mình nên cô lật kèo trên với anh hôm đó là tôi vội thôi chứ không hề có ý gì khác. Còn song song lái xe kinh quá đến mức độ Nam Hiên bị say xe, hai người giằng co nhau thế là con Pọt Tre đâm vào tường, chắc quả này sửa xe hết mấy tỏi của chủ tịch. Tần Hạo đi ra ngoài không có xe, còn Tống Giao có con xe đẹp mini Nhật, cô vừa đạp xe quanh người anh lại còn cà khịa và thế là nghiệp quật ngã ra. Anh đi tới dựng cái xe lên mặc kệ cô. Cô nàng tức quá chửi anh, lúc này hai ánh mắt chạm nhau, nam chính lại không kiểm soát được bản thân nên lao vào bế cô dậy. Lại còn sợ cô lạnh nên cởi áo trùm cho cô và anh lai cô về trên con xe đạp trong lòng đường mộng mơ. Khi về nhà thì cô nàng thấy bạn mình đứa thì đau lòng đứa thì tức điên, còn mình thì khó chịu khi nhìn thấy 999 tin nhắn từ Trịnh Tư Lân nên cô block luôn không nói nhiều. Nam chính đang làm việc thì bị tiếng ồn làm phiền, là Tống Giao chạy tới, anh lại bị cô thôi miên phát nữa, cảm giác trong lòng cứ nâng nâng muốn làm gì đó với cô nhưng vẫn cố gắng kìm chế bản thân. Cô càng ngày càng quyến rũ anh bằng chiêu trò đàn bà, nam nhân khó qua khỏi ải mỹ nhân, để xem anh ta thoát án tử này như thế nào. Chạy đi tập gym cô nàng cũng xuất hiện, anh cố không để mắt đến cô. Thì cô lại càng lấn tới anh, nụ cười rạng rỡ, giọng nói ngọt ngào, anh ta không chịu được nữa nên đẩy cô vào tường. Làm gì thì không biết vì bị chuyển cảnh cô nàng về nhà xả tức với đám bạn rồi. Bỗng nhiên gia đình quý chủ tịch muốn gọi Thừa Xuyên về và cả Tống Giao nên tối hôm đó anh đi làm về phi thẳng vào nhà cô và đưa cô quần áo để mặc. Cô nàng tức chết nhưng vẫn phải make up và thay đồ. Đến nhà nam chính, bữa cơm thịnh soạn nhưng có vẻ không vui lắm. Cô nàng biết Thừa Xuyên thật sự không bao giờ ăn nấm nên cô cố tình gắp nấm cho anh để anh bị lộ tẩy nhưng không, anh từ chối luôn. Lấy cơ miệng cô dính đồ ăn nên lau hộ và nhân tiện hai người bóp cơ tay đôi với nhau dưới bài. Cảnh Huy cũng đi vào và ngồi cạnh Tống Giao, nghe tin cô và Thừa Xuyên kết hôn ông liền khịa cô nhưng từ chim nhỏ lên Phượng Hoàng ấy nhỉ. Nam chính cũng không vừa nếu nói Phượng Hoàng thì phải là gì Trần mới phải. Thừa An tức lắm nhưng mẹ cản, ông bố liền gọi Thừa Xuyên vào nói chuyện. Ông chửi con tại sao kết hôn rồi thì phải sống chung mới đúng. Anh không quan tâm nên ra về luôn. Tống Giao gặp Cảnh Huy, ông ta lại khịa cô nàng, cô cũng thẳng thắn vấn đề tiền nong với ông ta. Vừa rời đi thì lại gặp Tĩnh Di, cô nàng cảm thấy Tống Giao không xứng nên nói hơi nặng lời. Cô nàng cũng nhờ Tĩnh Di đi khuyên nam chính buông ta cho cô khiến Tĩnh Di khó chịu định tán cô một cái thì nam chính tới đỡ. Khi hai người lái xe về, nam chính bảo cô chuyển qua nhà mình ở đi. Cô nghe xong giận tím người xuống xe luôn không thèm đi chung. Tĩnh Di đi theo họ theo dõi thì phát hiện đôi này không thân thiết như lúc ăn cơm nên cho người điều tra. Tống Giao đi bộ phát mỏi chân, muốn búc xe cũng không được nên ngồi ở vỉa hè. Tần Hạo vẫn oai phong cho rằng chỉ một lát nữa cô sẽ quay lại cầu xin anh lai về. Trịnh Tư Lân trốn ra được nên phi xe đi tìm Tống Giao. Hai người nói chuyện một lát thì xe bus đến, cô nhảy xe bus đi về. Hai người 19:10. Cô về xe bus còn anh đợi cô mãi mà không thấy nên gọi điện thì nghe được giọng Tư Lân. Anh liền tới chỗ đó xác nhận thì chỉ thấy mỗi điện thoại của cô. Cô nàng về nhà tức chết muốn giết anh thì anh xuất hiện thật, anh mang trả điện thoại cho cô, trước khi đưa còn thay đổi tên danh bạ là chồng yêu. Cô nàng vờn tay lấy điện thoại thì hai người vô tình chạm vào nhau, anh cúi xuống định hôn cô thì nhắm mắt. Có vẻ cô nóng lòng muốn tôi nhỉ, chi bằng dọn qua nhà tôi một chút đi. Nghe xong cô càng quê càng tức hơn đuổi đánh và chửi rủa anh. Khi về nhà anh cũng nói chuyện với trợ lý của mình. Để không bị nghi ngờ, anh sẽ gọi Tống Giao đến ở cùng và lợi dụng Tĩnh Di. Đúng là cha nam. Sáng hôm sau Tĩnh Di chạy đến nhà nam chính chơi để xem xét tình hình, còn Linh Linh tới tìm Tống Giao. Tử Tuấn đòi ad WeChat mới nói cho cô nên cô đồng ý. Tống Giao vừa chạy bộ về thì bị Linh Linh kéo đi luôn. Tĩnh Di đi lên phòng nam chính chơi thì Tống Giao bước từ nhà tắm ra ngoài với bộ dạng ướt sũng. Là Linh Linh kéo cô vào nhà tắm để làm ra được cái hiện trường như vậy, họ ân ái trước mặt Tĩnh Di nên cô phải rời đi. Nam chính đưa cô vào phòng rồi sấy tóc cho cô. Tối hôm đó cả hai người không tài nào ngủ được, muốn nhắn tin cho nhau mà không biết bắt đầu từ đâu nên thôi, Tần Hạo bỗng nhiên bật dậy gọi Nam Hiên mua đồ cho mình. Lúc 3 giờ sáng này mọi người cay lắm nhưng tiền nhiều nên chấp nhận, hóa ra anh mua bàn trang điểm cùng đống mỹ phẩm, trang trí lại căn phòng ngủ của mình sao cho đẹp nhất có thể để rước Tống Giao về dinh. Sáng sớm hôm sau đã đến rước dâu rồi, Tống Giao cũng chỉ mang một ít đồ thôi, anh thấy ít quá nên đưa cô đi mua sắm luôn. Với cách chi tiêu cho bạn gái như này ai nhìn vào cũng mê. Đi qua chỗ gắp gấu, cô nàng năn nỉ anh vào gắp cho mình. Anh không muốn thế là cô lại dùng biện pháp ăn vạ của phụ nữ thế là anh phải đi vào làm việc này. Cô bắt anh lấy này lấy kia vì không ưng ý. Đúng kiểu đang hành người để người khác nhìn vào cười anh, thế mà không hiểu sao lại kéo nhau vào ngã chung vào bể gấu. Người anh đè lên cô, anh muốn hôn lắm rồi, thế mà bị quả bóng nổ khiến hai người giật mình bừng tỉnh. Sau khi về đến nhà, cô cũng có một căn phòng vô cùng đẹp. Đến đêm cô bắt đầu làm trò, soi đèn flash đi khắp nhà tìm bản hợp đồng kia thì anh đi tới làm cô giật mình, anh tiến thì cô lùi.
cho đến khi cô ngã thì anh đỡ, tay cô đặt vào ngực anh một lúc lâu rồi mới bỏ ra rồi đi lên phòng. Tìm mãi cũng không biết ở chỗ nào nên cô bèn để buổi sáng đi thăm dò nhưng không có chỗ nào có, và cô nghĩ tới tầng hầm. Nam chính cũng ở dưới này, lúc cô nàng đang cố gắng ấn số và xông vào thì anh mở cửa ra và đâm vào ngực anh. Anh lại khịa cô phát nữa khiến cô tức điên, cô tức quá về phòng chửi thằng điên, đồ tồi, đồ khốn nạn. Đến lúc anh đi làm cô vui vẻ ra tiễn anh, sau đó nhóm bạn như ẩn thân chi thuật trồi lên, cả lũ cùng đi phá cửa tầng hầm. Tử Tuấn thấy vãi ò vì mật khẩu tận 11 chữ. Ai mà ngờ được dòng mật khẩu này lại có cả báo chống trộm. Thế là Tần Hạo quay xe về luôn, nhóm cô cũng chạy về và mọi việc còn lại do nữ chính xử lý. Anh đang chất vấn cô thì đột nhiên có mùi khét, là phòng tầng hầm, anh chạy xuống thì thấy khói cháy trong không gian hẹp. Tự nhiên mắc chứng bệnh kia nhớ lại chuyện xưa, anh vào phòng lấy xuống uống nhưng không kịp, quá nguy kịch, nữ chính gọi mãi anh không trả lời nên đi vào thì thấy anh như vậy mê mẩn cho anh uống thuốc. Nhân tiện tại đây cô cũng nhìn được toàn bộ quá trình hoạt động của anh và cả hợp đồng nữa. Nhưng cô chọn đưa anh ra ngoài chứ không lấy bản hợp đồng, đến lúc cô định đi thì anh cầm tay cô, một người quyết đoán như thế. Mà nay lại đồng ý ở lại bên một người con trai thì có lẽ cô có tình cảm với anh rồi, không biết anh lấy tập toàn quý để làm gì và sau đó ngồi xuống cho anh nằm lên đùi mình ngủ. Đến khi anh tỉnh lại, anh cảm ơn cô và kể ra nỗi ám ảnh của mình năm đó. Anh lại nhìn vào ánh mắt cô, thấy ánh mắt bọng nước vì thông cảm, anh lại cúi xuống sợ lại bị ham muốn. Cô lại hỏi anh tại sao lại muốn lấy tập đoàn. Anh kể việc này rất phức tạp và không muốn đưa cô vào, anh liền nói đúng là có mục đích khác nhưng chắc chắn không phải là vì tiền. Sau đó hai người chúc nhau ngủ ngon rồi vào phòng, sáng sớm hôm sau anh đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai rồi. Anh lấy bản hợp đồng ra cho cô và lấy thêm một bản hợp tác khác ra. Con người anh đúng là không đơn giản. Tư Lân biết thông tin của Tống Giao nên đã gọi điện mong được cấp cứu và giả giọng rất tha lương, lại còn rate cao nữa, tuy ham tiền nhưng Tống Giao không thể làm hai việc cùng lúc nên hủy luôn. Tử Tuấn nghĩ văn vở để hẹn Linh Linh đi triển lãm tranh với mình, trông hai người như mẹ con. Tử Tuấn hỏi cô rằng bản thân cô có muốn bức tranh này không. Cô nghe xong có chút cảm động vì chưa ai hỏi cô như vậy. Tống Giao giúp nam chính đi gặp đoàn giao tiếp nước ngoài, màn chào hỏi vô cùng ấn tượng. Cô có hai con lân đỏ vàng ngoáy đít chào mừng cho đến bữa ăn. Nhưng cái thứ đọng lại trong chúng ta là vẻ xinh đẹp kiêu sa của nàng. Tiếp theo là giai điệu dùng trà, lại còn có màn con rối múa. Hai người họ rất vui, còn Tần Hạo cho rằng cô phá đám nên kéo cô ra ngoài nói chuyện. Cô bực mình nên đi vào để nói ra đó là ý của mình chứ không liên quan tới anh ta. Vừa bước vào thì rơi trùng đầu, cô nàng cúi xuống nhặt lên, mắt anh giai tây kia lập tức bị thu hút bởi cô nàng. Trong bữa tiệc anh ta cứ nhìn cô mãi, cô nàng đoán ra ý đồ của ông này nên đã rời đi. Ông kia còn nói muốn dùng cô để hợp tác làm ăn, Tần Hạo nghe xong tức điên lên cho hủy hợp đồng hôm nay. Khi đi về nhà, anh trách mắng cô không chịu được nữa chửi anh như con. Nghe xong những điều cô nói anh không dám nói to nữa, sau này tôi sẽ che chở cho cô. Nghe xong cô chả nói gì và về phòng ngủ, 30 phút sau thì có tiếng gõ cửa làm phiền, là Tần Hạo để lại lời nhắn với một cái bánh. Nhìn như cặp đôi mới yêu mà dỗi nhau. Hôm sau anh ta đi làm còn cô mê mẩn về nhà với đám bạn. Cô liền kể ra việc mình phá hỏng vụ làm ăn của Tần Hạo nên muốn giúp anh ta một lần và nhờ Tử Tuấn điều tra về cái thằng cha dê sùng kia. Tim Tần Hạo làm việc bất chấp thời gian, có đến khi anh làm về thì cũng là đêm khuya rồi, nam chính không hề biết Tống Giao đang giúp đỡ mình. Nam chính đi gặp sếp Thịnh còn cô đi gặp ông giai kia. Tống Giao điều tra về thằng già này chưa đủ nên đã bị nó chơi xỏ. Nó ra đóng cửa lại định hấp diêm cô thì cô nàng mê mẩn chạy ra ban công rồi nhảy sang nhà khác, mọi người ở dưới nhìn thấy trong đó có Tần Hạo. Anh mê mẩn chạy lên thang máy tìm cô, vừa nhìn thấy anh vội ôm chặt như sợ cô rời bỏ anh mà đi mãi vậy. Về nhà anh mắng cô vì có hành động ngu xuẩn còn cô chỉ muốn giúp anh mà thôi. Tôi không cần, giọng to thế là cô bỏ đi luôn, nhưng vì số tiền để bù quá lớn nên cô lại quay lại quyến rũ anh và lấy băng dính chia ngôi nhà làm hai, mỗi người một nửa. Thế là tới bữa ăn cô nàng thì đói mà Tần Hạo ngồi ăn lẩu no nê. Cô bực mình quá gọi ship cơm về, nhưng chưa được vào mồm thì bị anh ta làm cho giật mình mà mất đồ ăn. Cô chơi lại anh bằng cách bật nhiệt độ phòng xuống 2 độ vì anh không được đi qua vạch. Hai người cứ không ai chịu thua ai. Vì lạnh quá không chịu được anh xé luôn cái ranh giới kia rồi ghì sát cô vào tường, cô sợ quá chạy lên lầu luôn. Tống Giao muốn đền hợp đồng lắm rồi nên nhớ ra quả phi vụ 1 triệu tệ kia, thế là song song tìm lại số để gọi, mọi người cho rằng lừa đảo nhưng không, tinh tinh 500 triệu luôn. Tịnh Di xăm soi đường sống Tần Hạo và Tống Giao, còn chụp được những bức ảnh xấu từ cô để khiến anh ghen, nhưng không anh tin cô tuyệt đối, diễn hay thật. Hóa ra phi vụ làm ăn của Tống Giao là Tư Lân, cô nhìn thấy anh ta nên muốn trả lại tiền. Vừa đi cô suýt bị xem đâm thì anh ta kéo cô lại. Hai người đứng nói chuyện một lúc cho đến khi Tịnh Di cho các nhà báo tới, còn cô ta đứng xem kịch hay.
Nam chính đang làm việc trong hội đồng thì nhận được tin Tống Dao cắm sừng gia đình quý tộc này, anh liền rời đi luôn. Đám cổ đông cũng xôn xao cho dừng phiên họp. Anh đi tới chỗ cô bị vây quanh nhà báo mà ôm chặt lấy cô ấy. Nam chính thẳng thắn trả lời phỏng vấn, tôi sắp sẽ đám cưới trong thời gian tới. Thế là họ chuẩn bị đám cưới luôn. Anh nhờ Linh Linh đi đưa thiệp cưới cho Tĩnh Di, cô ta lại chọc xoáy cô rằng cô cũng thích Tần Hạo. Thế là đêm đó cô lên bar uống rượu giải sầu, đến lúc về cô mở danh bạ ra chỉ toàn là khách hàng và công việc. Bỗng nhiên lòi ra cái tên quen thuộc Tử Tuấn, cô liền gọi cho anh tới đưa cô về. Nhưng cô say quá rồi không thể nói được địa chỉ nhà cho anh, nên anh đành ngủ trong xe cùng cô mà thôi chứ không đưa cô đi đâu hết. Đến sang tỉnh lại, hai người cùng nhau ngắm cảnh bình bình. Tần Hạo đưa Tống Dao đi thử váy cưới, khoảnh khắc cô bước ra ngoài như tiên nữ trong tranh vậy, anh nhìn cô không chớp mắt, sau đó lấy một cái khăn trắng phủ lên đầu cô để tránh cô quyến rũ người khác. Nam Hiên nhờ Song Song sắp xếp bàn cưới giúp mình, ban đầu anh cho còn rằng cô là người thực dụng nhưng không. Thực sự cô nàng rất thông minh, anh quay về kiểm tra cũng bỗng nhiên ái mộ cô vì cô quá giỏi. Ngày cưới cũng đã tới, có rất nhiều vị khách mời tới, lúc Tống Dao ra ngoài cùng đám bạn, Không Lại Tư Lân trốn ở một góc và nghe được đám cưới này đều là hợp đồng, là giả mà thôi. Còn Tĩnh Di đã thay đổi USB một video trình chiếu, cô ả muốn Tống Dao phải đau khổ mất mặt khi tranh chỗ của cô ta. Lúc bật nhạc lên thì hệ thống có vẻ không hoạt động. Cô nàng nhanh trí ngồi vào bàn piano mà đàn một bản nhạc vô cùng hay, là bản nhạc cô và Thừa Xuyên thật sự rất thích. Anh tưởng đó là món quà mà cô tặng anh nhưng không, chỉ là màn cứu cháy khi biết Tĩnh Di định hãm hại mình mà thôi. Lúc hai người trao nhẫn cho nhau, bỗng nhiên nữ chính nhận được một tin động trời nào đó nên cô chạy đi luôn, bỏ lại nam chính và cái nhẫn cưới. Hóa ra là mẹ cô xảy ra vấn đề, bác sĩ nói rằng cô hãy chuẩn bị tâm lý. Tần Hạo thấy gia đình cô như vậy liền không suy nghĩ gì mà lập tức gọi bác sĩ giỏi nhất tới phẫu thuật cho mẹ. Cả hai ngồi trong bệnh viện chờ mẹ cô trong chính đám cưới của họ. Cô nàng thấp thỏm lo sợ, đây là lần đầu anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối này của cô mà không tránh khỏi đau lòng. Anh ôm lấy cô, hôm nay cô được khóc được thả cảm xúc của mình mà không sợ bị Tần Hạo cười nhạo. Lúc này cô cũng kể chuyện của bản thân mình ra. Năm đó cô đang học bài thì nhận được cuộc gọi mẹ bị tai nạn, đang ở bệnh viện vô cùng nguy kịch, mẹ cô như vậy đã 15 năm rồi. Ngồi chờ lâu thì cũng nhận được tin vui, ca phẫu thuật thành công, còn bệnh nhân có tỉnh lại không là do ý chí. Anh cũng nhận được tin do Tống Dao mà cổ phiếu giảm 3%. Họ cũng nhận ra điểm bất thường vào ngày Quý Thừa Xuyên thật bị chết, mọi thứ không biết là trùng hợp hay cố tình nhưng anh cho Linh Linh đi điều tra ngay. Anh đưa cô nàng về nhà, cô cũng nhận được thông tin tập đoàn đang giảm sa sút vì cô phải làm gì đó mới được. Về phía nam chính, anh lấy ra một dự án ấp ủ từ lâu để đánh cược, nếu thắng thì vào thẳng ghế chủ tịch, còn thua thì rời khỏi tập đoàn. Nữ chính livestream để giải thích mọi chuyện, nam chính cũng xem được và đi về nhà luôn. Cô giải thích mọi thứ nhưng có rất nhiều người chi trích và thậm chí có người nguyền rủa nam chính. Cô không chịu được chửi luôn nhưng Phạm Thoại livestream chửi bán hàng. Lúc này anh về, cô mê mẩn tắt lips nhưng không kịp, anh tiến lại gần, lấy nhẫn ra ân ái, em còn thiếu bước này nữa. Anh đeo cho cô. Cảnh này toàn bộ những ai đang xem lips đều thấy hết, anh định hôn cô thì bỗng nhiên cô thấy lips nên mê mẩn tắt đi. Sau đấy hai người tình tứ ngồi xem Giang Cư Mận đẩy thuyền cho họ. Bỗng nhiên Tĩnh Di gọi điên cho cô muốn gặp mặt, cô nàng quay sang hỏi anh có muốn xem kịch hay không, rất sẵn lòng. Tới điểm hẹn Tống Dao chờ trước, hóa ra Tĩnh Di muốn cô nàng ly dị với Thừa Xuyên và lấy cái thẻ có 500 triệu đưa cô. Hóa ra anh ta ngồi sau lưng cô nghe ngóng, còn Tống Dao tha hồ lên giọng với Tĩnh Di khiến cô ta tức điên. Tư Lân hề hước muốn cứu nữ thần của mình nên đã không ngại chi một đống tiền để khiến hai đứa bạn thân của Tống Dao vui vẻ hạnh phúc, sau đó nhờ họ cùng mình bàn kế hoạch để cướp Tống Dao về. Tống Dao nấu ăn cho Tần Hạo, cô còn chu đáo mua bếp điện về nấu vì biết anh sợ lửa. Vừa làm về nghe thấy tiếng xì xèo, anh tưởng lại có cháy nên mê mẩn cầm bình cứu hỏa. Là cô đang nấu cho anh nhưng không cẩn thận nên đã bị bỏng, anh đưa tay cô vào nước, còn mình thì thay cô nấu ăn. Tuy sợ lửa nhưng anh chàng có vẻ giỏi nấu ăn phết, món nào cũng làm được. Tư Lân vẫn đang ở với đám bạn thân của Tống Dao và ăn mì tôm trải nghiệm cuộc sống. Đôi nam nữ chính lâu lắm rồi mới được bình yên như vậy, chưa bị cho cơm vào mồm thì Tống Dao nhận điện thoại của Song Song rồi mê mẩn về nhà. Tưởng xảy ra chuyện gì thì ai ngờ là kế hoạch của Tư Lân, anh chàng định đóng giả màn cứu mỹ nhân thì bỗng nhiên tụt hứng vì Tần Hạo cũng đi theo. Tư Lân nói tôi biết hai người là hôn nhân hợp đồng, tôi sẽ cướp cô ấy về. Trong căn phòng toàn nước chảy ra, nam chính đi lên hỏi có Clay không để anh xử lý. Cô nàng mang đến cho anh và nhìn anh thành thạo xử lý những công việc vốn có của một gia đình thực sự mà như nhìn thấy ánh sáng đời mình. Bỗng nhiên có người gọi điện cho anh, cô lấy máy cho anh nghe và khi tắt đi cô vô tình đọc được tin nhắn từ Linh Linh gửi cho anh với nội dung đã điều tra được thông tin của Tống Dao. Đọc xong tin này mà cô nàng bỗng có thái độ khác, ngồi trên xe cô hỏi lại anh có tin tưởng mình không. Anh luôn tin tưởng em, cho đến khi về nhà rồi cô lại hỏi tôi có thể tin tưởng anh chứ. Đúng vậy.
Linh Linh đã điều tra ra được một người đàn ông năm đó có liên quan đến vụ tai nạn của mẹ Tống Giao, vô tình trên tay lại có vết thương giống một kẻ ngồi nhỏ anh nhìn thấy. Sáng hôm sau ăn uống xong, Tống Giao đi về tiệm hoa còn anh vẫn đi làm bình thường. Bố anh nói rằng có một bữa tiệc nhỏ của cả gia đình và sếp Vương có tới, anh còn định không đi nhưng nghe có sếp Vương thì thay đổi ý định. Trên đường đi anh có nhắn tin cho Tống Giao nhưng cô đã từ chối. Anh đến bữa tiệc, có nhiều người quen. Vừa tới họ đã ôn lại chuyện cũ nhưng có vẻ nam chính mắc một sai lầm vì không biết Đậu Đậu là ai. Anh nói bừa một cái thì mọi người nghi ngờ, đúng lúc Tống Giao đi tới cứu anh và giới thiệu mình là vợ của anh chàng. Anh đưa cô ra ngoài để cảm ơn, cô chỉ cười thôi và bảo anh vào đi ăn. Cảnh Huy cầm rượu đi tới để chúc mừng anh nhưng thực tế là đổ rượu vào anh để kiểm tra vết sẹo, nhưng đen cho ông ta là vết sẹo ở tay trái cơ, tay phải không có. Thấy tình hình bất ổn, Tống Giao dẫn anh về luôn kệ đám người kia. Ngồi trên xe cô nàng đã ngủ luôn rồi, đi được một đoạn thì phanh gấp khiến cô giật mình tỉnh dậy. Đến nơi nghỉ dưỡng, anh và cô cùng nhau vào bên trong thì thấy Trịnh Tư Lân đang ngồi hưởng thụ còn hai người bạn của nữ chính đang làm người hầu. Tư Lân chi tiền ác thật. Hai người đi vào trong, nam chính liền hỏi cô dạo này sao vậy, cô trả lời qua loa không sao, vẫn ổn. Vào phòng thì thấy trang trí cho một couple nên cô rời đi và nói muốn ở với song song nói chuyện. Nam chính được dẫn một tour đi xem toàn bộ nơi nghỉ dưỡng cùng các thiết bị hệ thống, lại còn có chỗ tập gym như này thì ký kết hợp đồng cũng không phí. Tần Hạo nhìn thấy Tống Giao và song song tới chỗ này. Thế là cả ông Hạo lẫn ông Lân cùng nhau cởi áo thi nhau trèo lên xem ai mới là người giỏi. Nữ chính đứng dưới nhìn thấy mọi hành động, một phát trượt tay của nam chính tí rơi nát người. Lại còn có cú nhảy bật xa 10 mét cũng thấy ngầu lòi của anh. Cô vô cùng lo lắng cho đến khi cả hai ông đều trèo xuống, cô chạy ra chỗ anh chửi bới. Nhìn thấy vết thương ở tay cô lại chửi thêm phát nữa rồi rời đi. Cô nàng tìm thuốc cho anh, lúc anh chạy lên tìm cô thì Tư Lân cũng đi theo. Lại còn cười tươi vui vẻ khi thấy anh bị cô chửi như thế, cô cũng nghe được cuộc trò chuyện của họ và đi tới hỏi cá cược cái gì vậy. Anh không nói gì chỉ hỏi mấy nay cô làm sao vậy, không giống mọi ngày. Cô bắt đầu kể ra đã nhìn thấy tin nhắn đó và anh vẫn đang điều tra về cô. Lúc này anh mới trả lời hết mọi thứ, tôi quay lại là vì vụ cháy 15 năm trước. Khi đọc bệnh án của mẹ cô thì lại trùng ngày cháy của Quý Thừa Xuyên thật và tra ra được hung thủ là cùng một người. Anh nói tiếp muốn giấu cô nàng sở dĩ không muốn cô bị cuốn sâu vào cuộc đấu đá này vì rất nguy hiểm vì có liên quan đến tập đoàn này. Cô nghe xong thì nhẹ nhõm và nói chúng ta là cộng sự, sẽ đối mặt cùng nhau. Nam chính tự tin nói chuyện công việc khi có Tống Giao, Nam Hiên nhắc nhở anh thì anh liền nói anh đã kể cho Tống Giao nghe mọi chuyện rồi, anh tin cô ấy và anh cầm chặt lấy tay cô. Chết rồi, anh chính thức dính vào con đĩ tình yêu rồi. Đến công ty anh rời đi vì có lịch họp, cô nhìn anh âu yếm như thỏ con anh về sớm nhé. Sau khi hoàn thành công việc, anh liền về nhà luôn vì nhớ tới lời cô nói nhớ về sớm. Nam Hiên kể chuyện với Linh Linh không biết tại sao Tần Hạo lại tin tưởng cô ta như thế, có lẽ Linh Linh không có ấn tượng xấu với Tống Giao nên không sao hết. Photo đóng tài liệu xong còn nhắc nhở anh xóa lịch sử đi, nhưng không ngờ là có một chiếc USB đã cắm sẵn ở trong máy, có một người rút ra và đưa cho Cảnh Huy. Ông ta lộ hồ sơ cơ mật của Nam chính là vụ khu nghỉ dưỡng. Sếp Thịnh gọi em trai mình tới nói chuyện, vì họ hàng nhà Thịnh làm ăn không muốn phi pháp nên Tư Thịnh đích tới gặp Thừa Xuyên để nói cho anh biết chuyện này. Từ đây Tư Lân muốn cạnh tranh công bằng với Nam chính từ việc theo đuổi Tống Giao và công việc. Anh liền gọi điện cho Linh Linh biết trong nội bộ có gián điệp và vụ này anh quyết định tự điều tra. Anh tới gặp quý chủ tịch nghe xong ông vui mừng ra mặt vì ông luôn cho rằng anh sẽ mãi thua mà thôi. Anh cùng hai người cộng sự về nhà bàn về công việc, thế là cũng biết luôn Tần Hạo đang rơi vào khủng hoảng. Cô nàng lúc thì lấy hoa quả lúc thì lấy cà phê để nghe lén bọn họ, Nam Hiên nhìn thấy bèn gọi cô ra luôn. Lúc này Tống Giao có một idea rất hay, cô về gọi bạn mình tới. Một bên là thiên tài lắm tiền và một bên cũng là thiên tài và biết cách xử lý tình huống, mà cả hai team gộp lại làm một thì kinh khủng lắm đây. 6 người chung một căn phòng lên kế hoạch tìm gián điệp. Bước 1. Tống Giao với thân phận là quý phu nhân đến công ty chào hỏi mọi người với mục đích kiểm tra bọn họ và đương nhiên đối tượng cô tiếp cận sẽ là bộ ba liên quan thẳng đến phi vụ. Bước 2 là cửa hàng tiện lợi là nơi mọi người buôn và bàn bạc mọi thứ trên đời sẽ do song song nghe ngóng và bước cuối. Linh Linh giả vờ làm đổ cà phê vào máy in đó và gọi cho Tử Tuấn tới sửa chữa. Quả nhiên đúng như dự đoán, máy in có kẻ giở trò để khôi phục dữ liệu tệp in. Kiểm tra lại hệ thống camera và chấm công thì chỉ còn 5 người bao gồm Linh Linh, Nam Hiên, Giám đốc Bạch, Kỹ sư trưởng Từ và Quản lý Khang. 6 người bắt đầu phân tích động thái của từng người một. Đầu tiên là Kỹ sư trưởng, người này đang hẹn hò kín với một nhân viên tên Lisa và anh ta không có khả năng, còn hai người còn lại. Tần Hạo ra sân bắt đầu cho Tử Tuấn sử dụng thẻ ngân hàng của tập đoàn Thừa Thiên. Đến tối chỉ còn cặp đôi nam nữ, lúc này anh chàng mới nhìn thấy bộ mặt của Tống Giao khi làm việc, hoàn toàn nghiêm túc 100%. Sáng hôm sau đi làm, nam chính cho toàn bộ các thiết bị thông minh vào phòng để kiểm soát mọi người.
Cảnh Huy cũng nhận được tin này và gọi điện cho ai đó, còn người đáng thương nhất ở đây là Tịnh Di. Cô nàng không biết bản thân mình bị lợi dụng kinh khủng như nào, cô gửi tin nhắn cho Thừa Xuyên mà không hề biết cặp đôi đã hòa lại làm một. Tống Giao đọc được tin nhắn liền rep lại hộ anh chúng ta gặp nhau đi. Sau đó cô nàng dạy anh một số skill cơ bản về điện ảnh, diễn xuất giống như không diễn. Cô dạy anh học theo, anh ôm chầm lấy cô rồi lại học tiếp. Cô dạy anh rất nhiều thứ, không khí vô cùng vui vẻ. Hai người cùng nhau diễn trò con khỉ gì không biết nhưng có vẻ nhìn vào họ như là một cặp đôi thật sự vậy. Cho đến khi vào phòng, cô lấy con gấu ra và giả vờ đó là vợ anh để anh tập dượt. Anh không thèm nhìn con gấu mà đè luôn cô nàng ra ghế để thực hành, lại còn nói những lời thả thính sâu xa khiến cô hơi bối rối. Nhóm bạn của Tống Giao cũng đã hành động, Tử Tuấn thành công hack toàn bộ mọi camera của tập đoàn Thừa Thiên, ngồi cạnh anh là Linh Linh, có lẽ cô nàng bắt đầu say nắng anh rồi. Hóa ra kế hoạch của nữ chính là muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng của họ để đoán xem ai là kẻ giật tít trong công việc kia vì họ đã khoanh vùng được kẻ tình nghi, ban đầu để nam chính gặp riêng Tịnh Di. Lại còn khiến cho Tịnh Di ôm anh đúng lúc Tư Lân ở đâu chui vào phá hỏng kế hoạch nên khiến cho nữ chính phải xông vào diễn kịch, cô chửi hết tất cả mọi người rồi lôi nam chính ra ngoài. Anh cũng không vừa, thấy có người đi qua liền quát lớn Tống Giao, cô không xong với tôi đâu. Cô nàng cũng nhanh chóng bắt kịch cùng anh mà bỏ đi thì tôi ly hôn với anh, ly hôn thì ly hôn, lắm mồm quá. Việc lớn này mọi người trong công ty đã đồn ầm lên rồi. Lúc này quản lý Khang cũng đi tới an ủi cô nàng, cả đêm tiếp rượu nhau, hai người phụ nữ cùng nhau thăm dò và đúng như Tống Giao dự đoán, nội gián là bà ta. Đến đêm cô nàng về đau nhức người, Tần Hạo liền ôm bóp cổ cô nàng từ đằng sau ra trưởng và cứng miệng nói không muốn ngủ chung cơ à. Cô nàng ngại ngùng anh được đà lấn tới ấn cô vào tường. Thấy tình hình này, Tống Giao xuất sắc với màn quyến rũ đầy xinh đẹp và quý phái của mình khiến cho anh chàng ngu luôn, đơ tại chỗ không dám làm gì cô nàng cả. Sáng hôm sau đi làm, Tần Hạo không còn đeo nhẫn nữa rồi, đám nhân viên lại đồn ầm lên, quản lý Khang có vẻ vui mừng, ở lại đến đêm chờ đợi nam chính để nói chuyện. Tư Lân cả đêm ngồi viết cách thoát khỏi ác ma của mình mà khiến ông anh giai tưởng thằng em chăm chỉ làm việc, sáng hôm sau đã mang skill thầm kín tới cho cô rồi. Cô nàng không muốn bị hỏng kế hoạch nên từ chối luôn. Nhanh chóng cô tới công ty quậy phá thì nhìn thấy anh chàng đang gần gũi với một nhân viên để hướng dẫn. Cô liền làm ầm ĩ lên, anh lôi cô vào phòng nói chuyện, hai người diễn kịch như thật, phá đồ đạc như đúng rồi. Đám nhân viên quèn dí tai vào nghe lỏm hóng hớt, nam chính hỏi cô tại sao Tư Lân lại ở nhà chúng ta sang nay chứ, vẻ mặt ghen tuông này của anh khiến cô tưởng anh đang làm lố. Cô tiếng đến dỗ dành anh đừng giận nữa mà đừng giận nữa mà. Đúng là con trai dỗi con gái dỗ chỉ mất 2 giây còn ngược lại thì mất mấy ngày. Sau đó cô nàng chạy ra ngoài luôn. Quản lý Khang lại tới an ủi cô, lại còn nhắc tới chuyện tối qua gặp chồng cô nói gì đó ngoan, anh về sớm đây. Lúc này nữ chính mới tung skill cuối xin máy định vị kia của quản lý Khang để theo dõi chồng. Team này ai cũng mạnh, vừa đẹp trai xinh gái lại tài năng, Tử Tuấn chỉ cần một cái định vị mà lùng ra được mọi thứ. Tử Vũ còn đưa cho Tống Giao một cái USB copy toàn bộ ảnh trong máy anh ra đưa cho cô. Cô nàng xem mà toàn thấy ảnh xấu của cô liền tìm anh hỏi chuyện thì anh liền nói dễ thương mà. Để trả thù cô liền chụp lại một đống meme từ anh giai này. Quản lý Khang không hề biết rằng mình đã bị vào trong, còn biết được giá thầu thấp nhất cuối cùng của tập đoàn Thừa Thiên mà đưa cho Cảnh Huy. Hai người này dường như nắm chắc phần thắng rồi. Rất nhanh buổi đấu thầu quyền vận hành khu nghỉ dưỡng Vịnh Nhật Nguyệt cũng đã tới, ban lãnh đạo cũng khẩn trương đi tới. Toàn các sếp máu mặt, không ai chịu thua ai. Trong phòng hội đồng có rất nhiều người, các chủ đầu tư lần lượt tới tranh giành chỉ riêng thấy mỗi Quý Thừa An là chưa tới. Bên ngoài Giang Cư Mận đã sôi nổi chuyện giám đốc Quý Thừa Xuyên đấu thầu thất bại và sẽ rút khỏi tập đoàn. Ngay lập tức nam chính đi về lại hội đồng gia đình, anh về với vẻ mặt ngơ ngơ như không biết gì, chủ tịch và Cảnh Huy giả bộ mắng anh nhưng trong lòng rất vui vì lấy lại được vị trí từ anh. Anh ký vào đơn mà không cần suy nghĩ gì cũng khiến cho mọi người cảm thấy lạ lùng. Tống Giao đang ăn mừng phần thắng nhưng đột nhiên khựng lại vì nam chính đấu thầu thất bại rồi. Tần Hạo đi ra ngoài bị một đống phóng viên vây quanh phỏng vấn anh, Tống Giao cũng tới nơi gặp anh thế là bị lũ phóng viên vây quanh hỏi quá nhiều. Anh chạy tới kéo cô đi, cô hôn anh trước công chúng thế là mọi người sững sờ luôn. Hai người chạy mê chạy mẩn đến nơi không có ai, cô liền an ủi anh mất tất cả thì gây dựng lại chị đây bao nuôi anh, có chị thì sẽ có cơm không phải lo. Anh tiến tới cầm tay cô nói cảm ơn. Và anh liền kể cho cô rằng tuy là mất nhưng thực tế nhờ có Linh Linh điều tra cách khu nghỉ dưỡng chưa đầy 2 km có một bãi rác chưa xử lý to đùng. Nghe được điều này nên anh mới quyết định dùng tài liệu bị quản lý Khang public. Anh cũng nhắc nhở luôn cả Trịnh Tư Lân nữa, nếu đấu thầu được Vịnh để xây khu nghỉ dưỡng sau này sẽ bất lợi cho công ty. Anh nói hết ra cô nghe xong có chút trách anh sao không nói sớm cho mình biết và cô bỏ về luôn. Tống Giao về nhà nói với các bạn của mình hình như tớ thích anh ấy rồi, nhưng tớ sẽ không nói ra tình cảm của mình đâu. Mấy đứa nghe xong cũng không biết khuyên sao nữa.
Nam chính về nhà nói với Nam Hiên hình như anh thích cô ấy rồi. Không ngoài suy đoán của Nam 8, anh đưa Tần Hạo ra ghế để chia sẻ bí quyết tóm chọn tâm lý của con gái. Đúng là nghề của anh. Đêm đó, Tần Hạo lên Google search 7749 cách tỏ tình với con gái sao cho lãng mạn, một phát đổ luôn. Anh nhớ đến khu vui chơi nên nhắn tin cho cô rủ đi chơi với mình. Anh hồi hộp chờ đợi thì may quá, cô nàng đã đồng ý rồi. Sáng hôm sau, Nam chính lên đồ như chủ tịch ra ngoài, Tống Giao cũng suy nghĩ rồi lại đeo chiếc nhẫn lên tay. Hai người cùng nhau ăn sáng, anh nhìn thấy chiếc nhẫn mà vui vẻ rồi hẹn nhau tối nay gặp. Anh tới công ty ngồi cùng chủ tịch và Cảnh Huy, thời sự cũng đưa tin có một bãi rác lớn ở gần Vịnh Nguyệt Nhật. Chủ tịch khen anh ra mặt như anh biết thừa bộ mặt giả tạo đó nên chẳng quan tâm mà đấu khẩu với ông ta. Ông bố quyết định để anh vẫn là tổng giám đốc còn vị trí trong hội đồng quản trị ông cũng đã lên kế hoạch cho con rồi. Cảnh Huy không muốn vẫn tìm lời lẽ để ngăn cản nhưng lại bị chặn họng. Nam chính đưa điện thoại ra nói rằng đã tìm thấy gián điệp trong công ty đã public cơ mật ra chính là quản lý Khang. Nghe xong Cảnh Huy giật mình, Nam chính liền nói chĩa thẳng vào mặt ông ta nói kẻ đầu têu thì chưa biết. Ông ta liền mê mẩn nói đi điều tra vì sợ lộ ra mình, vừa xuống công ty bóp rái bà quản lý Khang tiết lộ việc của công ty. Những ai tiếp xúc với cô ta đều phải xuống bảo vệ báo cáo. Bà cô tình cờ nghe được tức quá rời đi luôn. Trời đã tối rồi, Nam chính đi tới khu vui chơi trước rồi set up 3 chữ anh yêu em để tỏ tình với cô nàng trên đu quay ngựa cho trẻ. Cô nàng cũng đi trên đường thì thấy có một quán đồ lưu niệm xinh đẹp liền ghé vào và mua cho anh một món quà. Nam chính đã đứng ôm hoa chờ từ lâu, cô cũng vui vẻ đi tới nhưng lại bị một kẻ áo đen dùng súng điện khiến cho ngất đi. Rơi vỡ tan món quà, anh nhận ra điều gì đó liền chạy đi tìm thì đúng như những gì anh đoán. Anh liền gọi cho tất cả mọi người để cùng nhau đi tìm, anh nhìn thấy cô nàng bị trói ở trong xe. Anh chạy tới gọi thì bị quản lý Khang trích điện ngất luôn, thế là tính mạng hai người đang ở trong tay bà ta. Chủ tịch cũng nhanh chóng biết chuyện, bà Khang gọi điện cho ông ta làm một cuộc giao dịch. Bà ta muốn ông ký thỏa thuận không truy cứu trách nhiệm từ bà ta và đợi sau khi bà ta cao chạy bay xa thì sẽ tiết lộ vị trí. Nếu không thì thủ tiêu luôn không cần nói nhiều. Trong một phòng kỳ lạ, có một người đàn ông lạ mặt có râu giống y hệt kẻ phóng hỏa và gây tai nạn cho gia đình nam nữ chính xuất hiện xách một vali đi ra ngoài. Sau một thời gian họ cũng tỉnh lại. Anh chàng nhanh chóng tháo dây trói và hét kêu cứu nhưng không cách gì, anh còn đạp mạnh cửa nhưng không hề có ai. Chủ tịch Quý sợ mất con nên đã làm theo yêu cầu của bà ta. Ông cũng đã ký xong hết các điều khoản thì lại nhận được tin quản lý Khang chết rồi. Bỗng nhiên thông tin về họ lại càng khó hơn, hai người họ bị nhốt trong một cái xe tải và đang ở mạn biển. Ở nhà đám cộng sự đang mê mẩn nghĩ cách tìm ra được hai người bọn họ nhưng chỉ riêng Thừa An rất vui vẻ vì nghĩ rằng anh trai mình chết đi thì mình sẽ là chủ của tập đoàn Thừa Thiên. Huy cảnh tiêm nhiễm vào đầu anh chàng tìm nhưng là giả vờ tìm khiến anh chàng hiểu ra ý đồ của ông ta. Hai người dựa vào nhau cùng nhau nói chuyện liệu bạn bè của mình có đi tìm và cứu chúng mình ra hay không. Bây giờ hai người chỉ tin tưởng vào mà thôi. Đám bạn toàn là người tuyệt vời, không kể ngày đêm đi tìm kiếm tung tích. Cặp đôi ở cùng nhau suốt một đêm đến sáng, hò hét các kiểu cũng không ai tới cứu, là một thùng xe tải đặt giữa hàng vạn cái thùng ở cảng biển. Đêm trời rét hai người dựa vào nhau sưởi ấm. Cô nàng mệt quá rồi. Muốn ngủ nhưng anh không cho, anh muốn chơi một trò chơi thật hay thách, em có hối hận khi quen tôi không? Không đâu. Em cảm thấy ở bên tôi khó chịu nhất khi nào, khi anh kéo tôi đi đăng ký kết hôn. Anh chàng nghe xong câu trả lời của cô tay liền gõ bản nhạc năm đó, cô nàng nghe rồi thiếp đi. Sáng hôm sau nhóm bạn vô tình tìm được chiếc xe tải đó, Tử Tuấn liền truy cập hách quãng đường di chuyển và tới được địa điểm đôi chính bị nhốt. Tư Lân cũng tới giúp sức, anh có một biệt đội đông người phân chia một khu vực tìm kiếm. Nam chính nằm trong thùng xe nghe thấy tiếng người nên vội ra gõ cửa. Anh gõ mãi chẳng được, nhìn trên nóc xe thấy một lỗ sáng có ánh nắng chiếu vào. Anh không nghĩ ngợi gì phá luôn đồng hồ tạo thành miếng kính thu hút tia nắng hội tụ tại một điểm để làm cháy áo với mục đích khói thoát ra ngoài để mọi người nhìn thấy. Nhưng anh bị chứng ám ảnh lửa tuổi thơ nên ngất trong lòng Tống Giao. Khói tỏa ra nghi ngút, người phát hiện ra đầu tiên chính là kẻ có râu từng giết người kia. Hắn cố tình tiết lộ vị trí cho Nam Hiên biết vì nghe lỏm được tiếng gọi. Hắn cầm dao đi tới không biết có mục đích gì. Nhưng may mắn người phát hiện ra cứu được họ chính là Tư Lân. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Tống Giao mê mẩn chạy tới phòng Tần Hạo vì lo lắng cho anh đến mức quên cả đi dép. Ông bố đi tới thăm con nên Tống Giao cùng Tư Lân đi ra ngoài. Trong lòng anh Tống Giao vẫn là một nữ thần. Vì cũng coi như thân thiết nên cô nàng cũng đã kể cho anh nghe bí mật của bản thân và mong anh đừng đeo bám cô nữa. Mà cảnh nói chuyện thân mật này Nam chính lại nhìn thấy, anh bỗng nổi cơn ghen nên đã đi xuống dưới chỗ bọn họ. Nam chính giơ tay ra muốn kết bạn với Tư Lân, nhìn thấy gái trong lòng nên giả vờ bị đau. Thế là Tống Giao đưa anh về phòng, anh cũng nhân cơ hội giả vờ đau đầu để cô xoa bóp cho mình, gương mặt rất hưởng thụ. Sau một lúc thì hai người đổi tư thế anh ôm lấy cô mà ngủ. Rất nhanh hai người cũng được ra viện, anh cứ nhõng nhẽo như đứa trẻ con muốn cô ở bên cạnh vì anh sợ Tư Lân sẽ cướp cô nàng mất. Ngày hôm sau đi làm,
Nam chính nhận được một bức thư từ chủ tịch là ông ta muốn tiến cử anh vào hội đồng quản trị thông qua bữa tiệc thường niên của tập đoàn. Và đương nhiên Cảnh Huy phát hiện Nam chính có chứng cưỡng chế với lửa. Nên trong bữa tiệc có nghi thức thắp lửa, con sói thâm độc này đề nghị chủ tịch cho anh lên thắp cùng. Tông Giao đi cùng anh vô cùng lo lắng nhưng anh vẫn lên cùng bố mình. Hai cô gái mang đuốc lửa cũng đã tới, tuy anh rất sợ nhưng vẫn dũng cảm cầm lấy cái đuốc này nhưng lại bị chứng OCD nên choáng đầu lắm. Thấy Nam chính có hiện tượng lạ nên tất cả mọi người tỏ vẻ nghi ngờ, lúc này nữ chính chạy lên đỡ đuốc cùng anh nên mọi chuyện cũng coi như chưa có gì xảy ra. Buổi tiệc coi như rất thành công nhưng ra ngoài lại bị Cảnh Huy châm chọc thêm. Nam chính dường như không thể chịu nổi nữa rồi nên Tống Giao nhanh chóng đưa anh về và mất cả đêm để an ủi anh ta. Ngày hôm sau trong buổi họp, chủ tịch tiến cử Nam chính và mọi người rất đồng tình. Sau khi về thông báo kết quả với Nam Hiên và Linh Linh, họ tiếp tục công việc tìm ra chủ nhân của cái cúc đó. Linh Linh đã có chi tiết thông tin về cái nhẫn, chỉ còn tìm ra được người sở hữu nữa là xong nên anh quyết định đi vào phòng cất trữ mọi thứ từ công ty để kiểm tra và hiển nhiên anh tìm ra được sơ hở từ Quý Hồng Lâm. Tối đó anh chuẩn bị đi tìm ông ta nói chuyện gì Tống Giao đi tới bắt cóc anh đi tới một nơi, cô bịt mắt anh lại, khi nào có hiện lệnh anh mới được mở mắt ra. Chờ mãi không thấy cô nên anh gọi tên Tống Giao, Tống Giao. Tần Hạo, anh mở mắt ra đi. Khoảnh khắc anh mở mắt ra là thấy Tống Giao đang cười tươi dưới dàn pháo hoa xinh đẹp, tuy anh sợ nhưng có tiếng cô gọi anh, bỗng nhiên mọi thứ sợ anh của anh dường như biến mất. Ngày hôm sau Tống Giao đang chăm sóc mẹ, đột nhiên bà tỉnh lại rồi còn gọi tên con. Cô nàng vui mừng lắm gọi bạn mình tới và đương nhiên có cả Tần Hạo. Anh giới thiệu với bà là chồng của con gái bà, là Quý Thừa Xuyên. Bà vẫn còn nhớ anh là Tráng Tráng, anh đưa bà đi dạo và nói chuyện, bà mẹ rất yên tâm khi giao con gái mình cho anh. Giáng sinh đã tới rồi, nhóm bạn trước kia từng là hai team đối đầu nhau bây giờ đã rất thân thiết, lại còn có thêm Tư Lân nữa, đội này mạng ai người đó mạnh. Đêm Giáng sinh đó rất vui vẻ chỉ riêng Linh Linh còn bận công việc. Tử Tuấn rời khỏi bữa ăn để đi tìm cô nàng. Hai người vui vẻ cùng nhau đi dưới tuyết còn mấy đứa ở nhà hát hò vui vẻ đến mức nữ chính say bét nhè. Nam chính liền đưa cô nàng tới một nơi. La thủy tinh cầu mà cô nàng vốn muốn tặng cho anh nhưng bị hỏng, anh liền chuẩn bị lại như vậy. Cô nhìn thấy mà cảm động, trong chính cái cầu thủy tinh này, anh tỏ tình với cô anh thích em. Mọi ký ức giữa hai người ùa về, cô tiến tới chủ động hôn anh, vậy là hai người hôn nhau say đắm hôn toét cả mỏ chính thức thuộc về nhau. Đêm hôm ấy như màn đêm gợn sóng, khiến cho con người ta thế nóng hực hực trong đêm mùa đông. Buổi sáng tinh mơ, mở mắt ra là cặp đôi đang trần như nhộng, hai gương mặt sung sướng mãn nguyện trao cho nhau những cục đờm béo ngậy vào buổi sáng và cùng nhau ăn sáng. Nam chính ở bên cạnh cô cả ngày, cùng nhau xem phim cũng tay máy chân tay sờ soạn cô nàng mọi chỗ khiến Tống Giao bực mình chạy lên phòng, vừa lên thì cô nàng thấy đồ đạc của mình bị dọn đi hết. Là Tần Hạo làm, anh muốn mỗi tối cả hai được đi ngủ cùng nhau, còn làm gì nữa không thì admin không rõ. Anh cũng chuẩn bị đi làm còn cô đi tới bệnh viện thăm mẹ. Nhân tiện thăm mẹ cô nàng liền hỏi thăm sự việc năm đó. Cô gọi điện cho anh và anh muốn tối đó hai người cùng tới gặp Quý Hồng Lâm để hỏi chuyện. Hai bố con nói lại chuyện cũ, ông dẫn anh đi tới căn phòng mà khi ông và mẹ anh ly hôn, đồ đạc vẫn còn nguyên. Anh cũng hỏi ông tối nay hai vợ chồng có ở lại đây được không, ông ta đồng ý. Thế là đêm đến hai người cùng nhau vào phòng tranh để tìm đồ, rất nhanh Tống Giao đã tìm ra được cái cúc áo còn lại. Quả nhiên người đó là Quý Hồng Lâm. Quý Hồng Lâm cho điều tra mẹ của Tống Giao đang nằm ở viện nào, ông ta muốn trực tiếp tới đó nói chuyện. Chuyển cảnh phim, tại căn penthouse nghìn tỷ, Nam chính ngồi làm việc và cô vợ mang đồ ăn tới hỏi thăm. Thấy anh làm việc lắm quá cô liền lôi anh đi chơi, nơi đến là đi xem phim với nhau, trùng hợp là cặp đôi Tử Tuấn và Linh Linh cũng đang ngồi ở đây. Anh mê mẩn định rút lui, Linh Linh đè anh vào tường kháy chỉ vì nhìn thấy họ mà sợ à. Thế là anh hôn cô luôn, ai già thằng này khá, anh đè ngược cô ra tường rồi hai người hôn nhau ngấu nghiến. Nam chính vì mệt quá cũng ngủ quên và được Tống Giao nhẹ nhàng đặt đầu anh lên vai mình. Chủ tịch cũng tìm ra được tung tích của mẹ Tống Giao, lúc này bà đang đi dạo ngoài bên ngoài nên ông liền chạy ra nhưng lại bị một cuộc gọi chặn ngang nên ông đành rời đi. Tần Hạo cùng Nam Hiên và Linh Linh đang phân tích vụ bắt cóc Tống Giao hôm đó thì lại có một người đàn ông lạ mặt, anh nhận ra người này giết quản lý Khang và cũng là người năm đó. Nam Hiên nhìn thì nhớ ra là kẻ hôm đó ở trên khoang tàu cố ý nói vị trí cho anh, nghe xong Nam chính đi tìm Tống Giao luôn vì biết hắn luôn bên cạnh theo dõi mọi người. Đúng như những gì anh đoán, Tống Giao vào thang máy thì hắn cũng đi vào cùng, Nam chính phóng xe phun vận tốc vừa đi vừa gọi cô nhưng không được. Hắn hóa trang thành y tá rồi gây mê đổ cồn ra khắp nhà phóng hỏa. Nam chính vừa đến thì thấy cháy mê mẩn chạy lên, Tống Giao cũng đã tỉnh lại rồi vì khói gây khó thở. Tần Hạo cũng đã chạy tới nơi, nhưng anh lại bị sợ lửa, cô nàng gọi anh đừng qua nhưng vì ngọn lửa nóng quá khiến mắt cô bị đau. Thấy người mình yêu như vậy anh cắn răng với nỗi sợ hãi chạy vào đẩy cô cùng cái xe giường bệnh ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì phòng nổ và anh bị ngất đi. Trong cơn mê anh nhớ lại ra kỷ niệm năm 15 năm trước.
Đến khi nhớ lại toàn bộ là lúc anh tỉnh lại, anh mê mẩn đi tìm Tống Dao, vừa nhìn thấy cô trong bộ dạng khăn quấn mắt như bị mù. Anh lo sợ sắp khóc, may là mắt cô có dị vật và được lấy ra rồi nên anh cũng yên tâm. Nam chính ra ngoài nói chuyện với nhóm của mình, anh là Quý Thừa Xuyên thật chứ không phải là Tần Hạo, anh nhớ ra được quá khứ của mình rồi. Anh đi thăm mộ mẹ và mộ chú Minh và Tần Hạo. Đúng lúc này Quý Hồng Lâm cũng tới, ông nói chuyện năm đó ông muốn tái hôn với mẹ, những lời ông nói ra đều khiến anh ghê tởm, tôi tưởng tôi tin ông sao rồi quay về. Quý Thừa An đến bệnh viện thăm anh trai và gặp Tống Dao, cô nàng cũng đã được tháo mắt rồi nhưng khi nhìn thẳng vào mắt Thừa An thì anh ta lại không phản ứng gì. Thấy lạ nên cô đành thử dùng ánh mắt quyến rũ của mình lần nữa nhưng lại nhận cái chửi từ anh chị bi điên à. Đến tối khi được xuất viện, ngồi trên giường cô cứ soi gương mãi, anh hỏi cô không nói gì. Đêm đó hai người ngủ quay lưng lại với nhau, một bầu tâm sự trùng kín hai người. Tống Dao quay lại gọi anh. Cô liền kể mắt em hồi phục rồi, có phải anh? Chưa kịp để cô nói hết anh liền hôn cô, anh yêu em rồi ôm cô thật chặt. Cái khúc mắc của cô cũng đã được hóa giải. Hôm sau chủ tịch đi gặp một ai đó, ông nhận ra trong xe có máy nghe lén, nhưng đi được một quãng đường thì xe ông bị kẻ lạ mặt kia đi xe tải ngang qua đâm nát xe ông. Thông tin vừa chính phủ cho hay có một tai nạn đau thương, một người chết, một người bị thương rất nặng. Thừa An đi tới gặp Thừa Xuyên chửi anh vì cho rằng từ khi anh về gia đình xảy ra nhiều chuyện. Tình hình của ông Quý rất nghiêm trọng, sống được hay không là nhờ ý chí của ông. Nam chính cho người tìm lịch trình hôm nay, Linh Linh cũng gửi một phát hiện là máy nghe lén trong ô tô của ông. Tên hung thủ kia giờ mới lộ cái tên cho admin biết là Thập Ngũ và hắn có liên quan tới Cảnh Huy. Cảnh Huy bước vào lau vết thương cho hắn, hắn lại còn gọi ông ta là chú thì chắc là tình chú cháu thân thiết rồi. Nam chính đang đau đầu vì điều tra sự việc này, Tống Dao tới an ủi anh và nói mai sẽ đi Tự Châu để tìm lại manh mối, biết đâu lại có phát hiện mới. Nam chính cũng đã điều tra ra được lịch trình của bố nhưng mọi thứ vẫn trong bế tắc. Bỗng nhiên Cảnh Huy gọi anh tới và thừa nhận mọi chuyện, ông ta ép anh từ chức và nhường lại công ty, còn anh được ra nước ngoài. Nữ chính tới Tự Châu rồi, nghe hàng xóm kể lại câu chuyện rồi cô tìm được cái tủ đó, mở ra thì nhìn thấy chiếc đồng hồ của Tráng Tráng, cô nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Và bỗng nhiên cô nhận ra người trước mặt cô là Quý Thừa Xuyên thật chứ không phải Tần Hạo. Định gọi điện nhưng lại thôi, cô nàng liền đi ra ngoài, đi tới đâu cũng là kỷ niệm của cô và Quý Thừa Xuyên. Bỗng nhiên cô nhận được cuộc gọi từ bạn mình rằng NBAM chính từ chức rồi đi nước ngoài. Cô liền nói đó là Quý Thừa Xuyên thật không phải giả, cô gọi điện cho anh nhưng anh không hề bắt máy. Đến khi đạp phanh xe anh mới nhận ra xe của mình đã bị hỏng phanh, cua một đoạn dài cuối cùng bị tai nạn. Cảnh sát thông báo anh chết rồi vì lao xe xuống vực, tất cả mọi người ai cũng buồn bã và không ai có thể buồn hơn nữa là Tống Dao. Sau vụ việc đó, Quý Han tới gặp Cảnh Huy nói chuyện thì anh nghe được câu nói từ ông ta. Cậu xử lý tai nạn tốt lắm. Thừa An nghe xong mà ngu luôn, anh nhận ra được điểm nguy hiểm từ ông này nên xin phép chuồn đi. Tống Dao đang nhớ tới anh thì nhận được cuộc gọi từ nhân viên phòng triển lãm gọi tới, là đồ mà anh đã đặt từ trước nay mới có. Cô nhận lấy mà khóc thảm thiết, thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm, từng thứ hiện lên trong đầu cô. Sau khi về nhà với gương mặt buồn bã, ai cũng có thể thông cảm được, cô quyết định quay lại nghề của mình, điều tra cái chết của anh ấy chứ không muốn anh ấy chết một cách bí ẩn. Thừa An tới thăm bố mình, Tống Dao cải trang thành y tá và nói chuyện với em trai nam chính. Cô nàng nói rằng cái tai nạn là có sự sắp đặt, cô còn giơ ảnh món quà mà Cảnh Huy tặng ông có máy nghe lén. Thằng em út đần này bị ông ta thao túng tâm lý quá nhiều rồi nên mù quáng không phân biệt được, Tống Dao được thông báo Cảnh Huy tới. Nhưng mãi không thấy cô ra ngoài nên Linh Linh chạy tới phá ông ta để cho Tống Dao có thời gian chạy. Ông ta cũng rất tinh ý nên đi vào phòng luôn nhưng không thấy ai, có mỗi Thừa An mà thôi. Tống Dao cũng đã chạy được ra ngoài rồi, vì Cảnh Huy bắt đầu nghi ngờ bọn họ nên đã chuồn luôn. Đêm đó, Thừa An cầm chiếc đồng hồ đó nhớ lại kỷ niệm với anh mình, Thừa Xuyên luôn đeo nó vì đó là món quà mà em trai anh tặng. Thừa An cũng đồng ý giúp nhóm Tống Dao. Ngày hôm sau Thừa An phải ký hợp đồng, trước đó đã có bút mà Tống Dao thiết kế có thiết bị định vị, anh run sợ vì lỡ bị phát hiện, người run cầm cập như sắp bị giết. Cảnh Huy đi ra ngoài, chọn một chiếc xe khác để di chuyển. Thấy hắn ta chuyển hướng nên mọi người mê mẩn lái xe đi, Cảnh Huy tới gặp Thập Ngũ, ông ta cho anh tự do, không cần làm gì cho mình nữa. Nhóm Tống Dao cũng đã tới, mỗi người chia nhau một công việc, cô cũng chạy vào thang máy. Thập Ngũ cũng ký xong giấy, ném lon nước ngọt xuống thì thang máy nổ tung, Tống Dao chết thật rồi ư. Hóa ra Cảnh Huy biết được thằng cháu mình bị thao túng rồi, nên cố tình đưa chiếc bút cho shipper nhờ ship lên một căn phòng tầng cao, chính vì lẽ đó mà nhóm bạn bị lừa. May mắn cho Tống Dao vẫn sống vì tự nhiên Tư Lân xuất hiện kéo cô lại không cho vào thang máy. Cô nàng được Thừa An hẹn ra khu trung tâm thương mại, hai người vừa gặp nhau thì cô nàng phát hiện tên sát thủ Thập Ngũ kia, cô liền ra hiệu cho anh chạy đi, hắn cũng đã đâm vào Thừa An nhưng trượt. Bỗng nhiên có một người ném tấm poster xuống cứu thằng bé, cô nhìn phát biết ngay là Thừa Xuyên dù anh có cải trang thế nào đi nữa. Cô chạy đuổi theo cho đến lúc anh chặn cửa,
cô nói so với sự an toàn của em muốn anh được sống. Anh lặng lẽ rời đi, cho đến khi cô mở cửa thì anh chạy đi rồi. Tống Giao cùng đồng bọn bắt Tư Lân lại vì biết Tư Lân có thông tin của Thừa Xuyên, sau một lúc thẩm vấn, Tống Giao cũng có vị trí của anh. Cô đứng đợi từ sớm, anh đang đi về thì nhìn thấy cô chạy nhanh tới tát anh một cái thật đau rồi ôm chặt lấy anh. Khi lên nhà, anh bắt đầu kể rằng anh đã đoán ra có chuyện nên mới nhờ Tư Lân giúp đỡ, chính vì thế mà anh mới thoát chết, anh không muốn gây họa cho cô nữa nên tự mình làm mọi thứ. Cô nàng tức lắm, chửi anh vì không tin mình, nhưng anh sợ mất em, anh không thể làm gì khác ngoài như thế này. Chúng ta cần phải cùng nhau đối mặt, rồi cô ôm chặt anh. Thừa An ở trong bệnh viện, Cảnh Huy tới thăm thì thằng cháu khuyên ngăn dừng lại, ông ta không nghe. Đến đêm lại tới gặp Thập Hình, ông chạy tới bóp cổ thằng bé tại sao lại hại cháu mình. Tôi không cho phép ai ngáng đường chú. Nghe xong ông liền đưa đồ cho anh để rời đi vì cảnh sát đang truy lùng. Nhìn khung cảnh bi thương quá nhỉ. Trong quán bar đó, nam chính đang ngồi đây chờ đợi con mồi, nhóm bạn lần lượt xuất hiện khiến anh bất ngờ, ai cũng đầy đủ và mọi người muốn liên thủ cùng nhau làm việc. Nam chính đang tìm và đợi người biết về vụ tai nạn 15 năm trước, mọi người cũng chia nhau làm việc đúng như lần đầu hai team gặp nhau vậy. Ông Vạn cũng đã xuất hiện, nam chính và vợ nhanh chóng đi tới. Nhưng đột nhiên pháo hoa tung giả, Thập Ngũ lại xuất hiện lôi ông Vạn đi, hai người mê mẩn đuổi theo, một con bò Guinea đuổi theo một con Lexus. Cuộc rượt đuổi trên cao tốc lúc nào cũng có nhiều khúc cua và drift. Nhanh chóng cả hai cũng tới vách núi, anh cố gắng muốn cứu người nhưng tên kia điên rồi, kéo luôn ông Vạn nhảy xuống luôn. Hiện trường giờ đây có hai xác chết. Cảnh Huy được đề bạt lên làm chủ tịch hội đồng Thừa Thiên. Tư Lân đi tới nhà Tống Giao, lấy ra đoạn video trích đêm qua, mọi người phát hiện ra một điều, Tống Giao nhận ra người này nên trực tiếp liên hệ. Là Lý Thâm, hắn hẹn cô tới một nơi và không được mang cảnh sát tới. Cô ok thôi, nam chính không muốn cô nàng phải gặp nguy hiểm nhưng lại bị cô đánh thuốc mê, cô nàng là người tình nghĩa, lần này em bảo vệ anh. Hôm sau Tống Giao một mình xuất trận, Tống Giao với thân phận là thư ký của tập đoàn Thịnh nên cũng được tham gia vào. Trong buổi lễ nhậm chức của Cảnh Huy có rất nhiều người và tai mắt khắp nơi, Lý Thâm cũng bị nhóm bạn dẫn dắt đi khắp nơi. Tống Giao cũng ra ngoài nhưng có sự giám sát của một người nhưng bọn họ làm việc quá đỉnh cao. Linh Linh cải trang lại Tống Giao còn cô nàng đi gặp Lý Thâm, nam chính cũng tỉnh lại rồi, nhìn thấy tập tài liệu trên bàn anh liền di chuyển luôn. Cảnh Huy biết tin Tống Giao mất tích nên cho người giết cô bằng được. Tất cả nhóm bạn đều đã bị chặn lại, nam chính cũng đã tới, anh nói vào tai nghe của Tử Tuấn anh tranh thủ cho em 10 phút. Cô nàng đang lo lắng sợ hãi nhưng nghe được lời của anh liền vực tinh thần lại. Cảnh Huy đang phát biểu thì Thừa Xuyên xuất hiện, anh áp sát Cảnh Huy và lôi ông đi ra ngoài, lên tầng thượng. Anh ám sát hắn để câu thời gian cho cảnh sát, từng lời Cảnh Huy nói ra đều khiến anh muốn giết hắn luôn nhưng vì đại nghiệp nên anh đã cố gắng không để mình làm sai bước nào nữa. Chờ mãi cuối cùng cảnh sát cũng đã tới, tên khốn này còn cười tươi vui vẻ vì cho rằng nam chính thua rồi, mặt vênh váo giơ tay đi qua đám cảnh sát nhưng không, hắn giơ tay là bị xích cổ luôn. Tống Giao cũng chạy lên, thấy anh bình yên cô vui mừng lắm, hai người ôm chặt nhau. Là Tống Giao thành công đàm phán với Lý Thâm nên mọi việc thực sự được giải quyết rồi. Cả nhóm cùng nhau đứng hướng mặt về ánh dương, cười tươi ăn mừng chiến thắng. Cả nhóm lại ở cùng nhau trong căn penthouse xa hoa. Hôm nay là Tết Nguyên đán rồi, còn gì hạnh phúc hơn khi nhóm người 7 bạn 4 nam 3 nữ lại có 3 cặp yêu nhau. Chỉ tội mỗi anh chàng Tư Lân vẫn ế chỏng chơ vì là trong tim anh vẫn có Tống Giao mà thôi, nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ nhé. Thừa Xuyên lại quay về chức vị ban đầu của mình, trong cuộc họp hội đồng, vẫn còn một người chưa tới, anh cho mọi người chờ nốt, là thằng em trai của anh đến muộn, anh không trách mắng một chút nào hết. Khung cảnh lại quay về như ban đầu, Nam Hiên lại gặp song song như lần đó, nhưng lần này anh không làm hỏng đồ của cô nàng nữa mà là mua một đống đồ cô yêu thích rồi tỏ tình cô nàng. Song song, em làm bạn gái của anh nhé. Cô nhảy lên ôm chặt anh rồi hôn anh, đồng ý mối quan hệ. Còn mỗi ông cãnh con Tử Tuấn thôi, vẫn là để Linh Linh lái xe còn bản thân ngồi hưởng thụ. Thế là ông cũng cầu hôn cô nàng luôn. Đúng là thích nhau rồi tỏ tình cũng dễ thật. Admin cũng có mập mờ mà khó nói quá. Nam chính thì đưa Tống Giao lên phòng triển lãm nhìn được Ngân Hà, hai người ôm hôn nhau không dứt. Tư Lân bỗng nhiên thành ông trùm trong công việc thiện lương của nhóm. Cả nhóm lại bắt đầu hành động và cuộc sống mỗi người đều hạnh phúc bên nhau. Những dòng chữ cuối cùng cô gõ văn ra cũng đã khép lại. Biên tập gọi cô tới trao đổi. Đúng là trong tâm trí của người viết tiểu thuyết vô cùng phong phú, có nhiều ý kiến trái chiều nhưng cũng có rất nhiều người khen tác phẩm, nhiều độc giả yêu thích bộ truyện này. Tổng biên kịch cũng thích tác phẩm này của cô nên đã đồng ý cho vào xuất bản. Cô nàng vui mừng lắm, cuối cùng cũng có cơm ăn rồi. Đang ngồi hí hoáy làm việc thì có một ông anh xuất hiện, là biên tập viên được tổng biên tập Lưu giới thiệu tới tên Tần Hạo. Nghe xong cô nàng cười tươi vì tên anh giống tên nam chính mà cô mới viết chuyện xong.